Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Còn hai vị này là cường giả tán tu mà ta mời chào đến Lục Giang Hà và Trử Vô Kỵ làm khách khanh ở Thương Ngô quận ta Trước mắt thực lực của Thương Ngô quận hơi yếu Lại không nhờ cậy gì bên tổng bộ Hoàng Thiên Cát được Chỉ có thể tự nghĩ cách Từ Phùng Sơn gật nhẹ đầu, không nghi ngờ gì Truyền nhân của cổ tôn à, thân phận rất tôn quý Bên cạnh có hai thị nữ cũng rất bình thường đâu phải truyền nhân của cổ tôn nào cũng là khổ tu sĩ. Còn với tuổi tác và cảnh giới của Lã Phụng Tiên, lại thêm sở hưu thừa nhận, vậy chắc chắn hắn là truyền nhân của cổ tôn. Hai người còn lại, trừ vô kỵ trông rất bình thường, mà Lục Giang Hà bộ dáng hung ác dữ tợn, còn gật gù đắc ý dò xét khắp nơi. Trông như võ giả tán tu có chút thực lực nhưng kiêu ngạo không chịu nghe lời, cũng là tay chân tốt. Từ Phùng Sơn không phải người lắm mồm, hơn nữa trong thương ngô quận, uy danh của sở hưu đã đạt tới đỉnh cao, thậm chí còn hơn cả quận trưởng thương Ngô quận tiền nhiệm ít nhất quận trưởng thương Ngô quận tiền nhiệm sẽ không tùy tiện giết người còn sở hưu nếu ngươi không nghe lời y sẽ ra tay giết người thật thời gian gần đây thương Ngô quận có chuyện gì không Hoàng Thiên Các có chuyện gì không Từ Phùng Sơn cười khổ nói ó có rất nhiều chuyện vị quận trưởng này đi một chuyến là bao nhiêu ngày phủ quận trưởng chẳng khác nào chỗ ở tạm thời của hắn tuy bọn họ đều nhận được quyền lợi cực lớn nhưng bọn họ thà không có quyền lực còn hơn phải mệt mỏi đến vậy Ồ, xảy ra chuyện gì sao sở hữu lại không tự thấy có vấn đề gì y chỉ đi có hơn một tháng mà thôi chẳng lẽ trời còn sập được sao từ phùng sơn nói lần trước đại nhân giết diệp thiên thanh hoàng thiên các không bàn giao cho hàn giang thành cho nên hàn giang thành tập trung hỏa lực vào biên giới lão các chủ đích thân tới hàn giang thành không biết nói gì ở đó nhưng cuối cùng cũng khiến hàn giang thành rút lui nhưng nghe nói sắc mặt lão các chủ rất khó coi sau khi về là trực tiếp bế quan các chủ đưa tin tới nói sau này làm việc nếu nhịn được thì cứ nhịn, đừng kích động như vậy. Ngoài ra bên Lăng La quận, sau khi ngài giết Diệp Thiên Thanh bọn họ đã phái một người chấp trưởng khác tới, còn khó giải quyết hơn Diệp Thiên Thanh. Đối phương là đệ tử chân truyền của Diệp Duy Không, Băng Thần Quân, Kỳ Vô Hận. Người này thủ đoạn mạnh mẽ tàn nhẫn, hơn nữa thực lực siêu quần, Diệp Duy Không bồi dưỡng hắn còn kỹ lưỡng hơn con trai ruột của mình, nghe nói sẽ là người nối nghiệp thành chủ Hàn Giang thành. Thời gian gần đây đội buôn qua lại giữa Thương Ngô quận chúng ta và Lăng La quận thường xuyên bị chặn lại, yêu cầu đưa tiền phụng dưỡng, đặc biệt là những đội buôn của Hoàng Thiên Các lại càng bị nhắm vào. Hơn nữa đối phương còn từ từ xâm chiếm địa bàn của Thương Ngô Quận, thái độ phách lối tới cực điểm. Đại nhân không có mặt, chúng ta không dám xung đột với bọn họ. Sở Hưu còn chưa nói gì, Lục Giang Hà ở bên cạnh đã cười quái dị nói, "Ô ô ô, có người gây chuyện, vừa hay, bóp chết bọn chúng, để bản tôn nếm thử máu tươi." Từ Phùng Sơn sắc mặt quái dị nhìn Lục Giang Hà, "Sở đại nhân tìm đâu ra vị khách khanh thế này, sao lại không hiểu quy củ?" với chút thực lực của ngươi mà đòi bóp chết cường giả của hàn giang thành nhưng sở hưu không nói gì từ phùng sơn cũng không lắm mồm sở hưu lạnh nhạt nói bây giờ bọn chúng đang ở biên giới từ phùng sơn gật đầu nói vẫn luôn ở đó sở hưu vung tay được rồi ngươi không cần để ý tới chuyện này gọi người để ta giải quyết cô luân ma giáo ở hạ giới là căn cơ của sở hưu những nơi y quản lý ở đại la thiên này cũng là căn cơ của y không có khu vực thương ngô quận này thì y lấy gì cam đoan lối đi ở Nam Man được an toàn. Không có khu vực thương ngô quận này thì y lấy gì để bố trí võ giả hạ giới qua lại. Hàn Giang Thành muốn gây chuyện, không chỉ động tới lợi ích của Hoàng Thiên Các mà còn động tới lợi ích của Sở Hưu. Lúc này trong một thành trì tiếp giáp giữa Lăng La quận và Thương Ngô quận, con đường lớn đã bố trí thủ vệ lập trạm kiểm soát, chặn đường lái buôn qua lại. Một người trung niên mặc chiến giáp màu băng lam ngồi trên tường, ánh mắt lim dim, tư thế không hề thay đổi, như một bức tượng. Bên cạnh hắn, một võ giả hàn giang thành thận trọng nói đại nhân hay là chúng ta rút người về đi thành chủ đã nói hoàng thiên các không cố được bao lâu nữa đâu không cần ép hoàng thiên các chó cùng rứt dậu không cần phân cao thấp với tên sở hưu kia vào lúc này võ giả hàn giang thành này chính là người từng đi theo bên cạnh diệp thiên thanh tận mắt chứng kiến sự khủng khiếp của sở hưu cho nên hắn không muốn đối chọi với sở hưu vào lúc này kỳ vô hận không mở mắt chỉ lạnh nhạt nói cho dù hoàng thiên các có suy yếu đến đâu đi nữa cũng không biến thành một con chó chết đến lúc đó cần ra tay thì vẫn phải ra tay thôi. Diệp Thiên Thanh chủ quan, không tìm hiểu tư liệu về đối phương mà đã động thủ, đã liều mạng còn bị giết, chết không có giá trị nào, đúng là ngu xuẩn. Nếu sở hưu này đã quyết tâm làm việc cho Hoàng Thiên Các, tương lai chắc chắn sẽ là đại địch của Hàn Giang thành chúng ta. Bây giờ phải thăm dò được thêm về hắn, tương lai có ra tay cũng chắc chắn hơn. Nhưng đã hơn một tháng rồi, ta liên tục bức ép như vậy mà tên sở hưu kia vẫn không có phản ứng gì, thậm chí không phái người tới chất vấn. Thế này không phải là nhẫn nhịn nữa mà là nhu nhược. Ngươi có chắc kẻ này đã tỏ thái độ cứng rắn tới cực điểm, kết cục còn giết Diệp Thiên Thanh không? Không đợi võ giả Hàn Giang Thành kia nói gì, Kỳ Vô Hận đột nhiên ngồi dậy, nhìn về con đường ở phía xa. Tuy bây giờ nơi đó vẫn không một bóng người, nhưng hắn có thể cảm giác được khí tức của đối phương, mạnh, rất mạnh. Tại khu vực biên giới, đám người từ Phùng Sơn và Thẩm Huy bất đắc dĩ đi theo sau lưng Sở Hưu. Thật ra bọn họ không muốn đến, còn muốn khuyên Sở Hưu đừng đến. Không phải bọn họ sợ chết mà sợ Sở Hưu giết luôn kỳ vô hận, làm lớn mọi chuyện hơn nữa. Tận mắt chứng kiến Sở Hưu giết chết Ma Lợi Kha và Diệp Thiên Thanh, đám người từ Phùng Sơn cực kỳ tin tưởng vào sức chiến đấu của Sở Hưu, thậm chí tới mức mù quáng, chỉ cần không gặp cường giả cảnh giới võ tiên, thậm chí bọn họ cho rằng Sở Hưu đủ sức đấu với bất cứ ai. Nhưng vấn đề là, giết người thì đơn giản, nhưng giết người xong thì có đủ thứ phiền toái. Lần trước Sở Hưu giết Diệp Thiên Thanh đã khiến Hoàng Thiên Các phải trả giá cực lớn mới ổn định được tình hình. Sở Hưu còn định ra tay nữa, vạn nhất y giết kỳ vô hận, chắc Hoàng Thiên Các cũng không dám chứa chấp một vị khách khanh hay gây chuyện như vậy. Lục Giang Hà ở bên cạnh bĩu môi, thầm nghĩ, đúng là một đám nhát cái. Trước đó khi ở hạ giới, Sở Hưu đã kể cho hắn tình hình đại khái và phân bổ thế lực trong Đại La Thiên. Dọc đường, Sở Hưu lại kể cho bọn họ chuyện liên quan tới Hoàng Thiên Các và Hàn Giang Thành. Lục Giang Hà nghe xong, cực kỳ khinh thường Hoàng Thiên Các. Đường đường là đại phái truyền thừa vạn năm, kết quả lại không truyền thừa được uy thế của tổ tiên mà quen thói nhẫn nhị đối mặt với một thế lực mới nổi nhưng còn không dám đặt cược một lần chỉ có thể không ngừng lui bước thế này không phải hèn nhát thì là gì đứng trên cổng thành kỳ vô hận nhìn xuống sở hưu ở bên dưới sắc mặt không hề thay đổi nói ngươi chính là sở hưu đã giết diệp thiên thành truyền nhân của cổ tôn không hổ là tuấn kiệt đương thời sở hưu thản nhiên đáp đệ tử chân truyền của diệp thành chủ hàn giang thành người thừa kế hàn giang thành trong tương lai nhưng lại quá ngây thơ, chẳng khác gì trẻ con giận dỗi làm mấy trò vặt. Hàn Giang Thành đã định bỏ qua chuyện này rồi, vậy chứng minh hiện giờ Hàn Giang Thành sẽ không gây chiến với Hoàng Thiên Các. Đã vậy, ngươi cố tình gây phiền phức cho đôi bên như thế này, có gì thú vị không? Kỳ vô hận lắc đầu nói, nói thật, đúng là vô nghĩa. Đánh rắn bảy tấc, giết người cũng phải thống khoái lưu loát một chút. Nếu ta ngồi trên chức thành chủ của sư phụ, lúc này Hoàng Thiên Các và Hàn Giang Thành đã là chiến hỏa lên miên rồi. Đám người sau lưng kỳ vô hận biến sắc có lẽ trong hàn giang thành chỉ có mình kỳ vô hận dám nghi ngờ mệnh lệnh của diệp duy không nhưng chuyện này cũng rất bình thường kỳ vô hận là người thừa kế của hàn giang thành không phải con dối chỉ biết khúm núm nếu hắn còn không có ý tưởng và chủ kiến riêng hắn đã chẳng thể làm người thừa kế chức thành chủ quay đầu lại nhìn đám người xung quanh kỳ vô hận lạnh nhạt nói nhưng dù sao ta cũng không phải sư phụ cho nên chỉ có thể làm theo yêu cầu của sư phụ thôi tạm thời ta sẽ không động tới hoàng thiên các các ngươi nhưng ngươi giết diệp thiên thanh giết quá lưu loát Diệp Thiên Thanh cũng đáng chết, chết quá vô nghĩa. Hiện giờ tới ta chấp trưởng lăng la quận, không thu chút lợi tức thì lòng người đi đâu. Tuy chuyện này có hơi ngây thơ, nhưng không sao, hữu dụng là được. Ngươi nói ta giận dỗi, đúng là ta giận dỗi đấy. Người sống trên đời, không tranh bánh bao thì cũng phải chút một bụng tức. Hàn Giang thành ta mất mấy trăm năm mới đi tới vị trí ngang với đại phái vạn năm các ngươi, nếu không cố gắng, vậy làm sao làm được. Sở hưu, hoàng thiên các xa sút đã là tất yếu, ngươi không ngăn nổi, cũng đâu thể làm quận trưởng thương ngô quận cả đời. Hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, kéo lùi biên giới hai quận về phía sau, đưa Nam Anh Phủ cho lăng la quận của ta. Ta sẽ cho người triệt tiêu tất cả cửa ải, từ nay trở đi hai bên bình an vô sự. Lục Giang Hà kinh ngạc nhìn kỳ vô hận, kẻ này đúng là người tài, cho dù ở hạ giới cũng là cường giả có thể chống đỡ một đại phái đỉnh phong. Còn lúc này đám người từ Phùng Sơn chỉ hận không thể khiến sở hưu đáp ứng. Đổi một năm anh phủ không có tác dụng gì, trước đó còn bị bỏ hoang, Nhận được là Hàn Giang Thành lui bước, hiển nhiên đây là chuyện rất có lợi. Nhưng đó là có lợi đối với Hoàng Thiên Các, nhưng lại không có lợi đối với Sở Hưu. Nam Anh phủ gần với khu vực Nam Man, đây là nơi y nhất định phải nắm giữ, tuyệt đối không thể nhường. Sở Hưu ngẩng đầu nhìn Kỳ Vô Hận, trầm giọng nói, nếu ta không muốn nhường Nam Anh phủ thì sao? Kỳ Vô Hận hơi cau mày, chẳng lẽ tính cách tên Sở Hưu này lại ương ngạnh đến vậy? Đáng lý mình chưa chạm tới giới hạn cuối cùng của y mới đúng, chỉ nhượng bộ một chút như vậy thôi mà y cũng không chịu nếu ngươi đã không chịu để Hàn Giang Thành chúng ta chút cơn bực tức này, vậy ta chỉ có thể tự tới tranh giành. Dù sao bao năm qua ta tranh đoạt cũng quen rồi. Sở Hưu xoay cổ, nắm lấy vỏ đao phá trận tử, trầm giọng nói, thật tình cờ, ta cũng không quen ngẩng đầu lên nói chuyện với người khác. Sau khi Sở Hưu dứt lời, đao của y lập tức rời vỏ, đao ý sắc bén vặn vẹo hư không, khí thế sắc bén cường đại như muốn cắt đứt toàn bộ thiên địa này. Phá trận tử dung hợp với Thính Xuân Vũ, mức độ sắc bén tăng cường, không chỉ có tác dụng quy nguyên tất cả mọi lực lượng mà còn tăng thêm lực lượng quy tắc xé rách. Hai loại lực lượng kết hợp, trong cùng cấp độ không mấy người có thể chịu được đau này, cho dù đổi thành cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền cũng như vậy. Lục Giang Hà nháy mắt nhớn mày với đám lã phụng tiên, đừng đứng không nữa, cùng ra tay đi, xem thử rốt cuộc võ giả ở Đại La Thiên ra sao. Sở hưu đã coi thương ngô quận là tài sản riêng của y, không ai được phép động tới, kể cả Hàn Giang Thành. Kỳ vô hận nhìn xuống sở hưu bên dưới, thậm chí y không buồn do dự, trực tiếp dốc toàn lực tấn công, hắn cũng sững sờ. Rốt cuộc kẻ này suy nghĩ như thế nào, y thật sự không thèm để ý tới quan hệ giữa Hoàng Thiên Các và Hàn Giang Thành, hay y chỉ là mãng phu, không biết ứng biến chỉ biết chém chém giết giết. Nhưng lúc này Sở Hưu đã giơ đao chém tới, trên lưỡi đao mang theo khí thế sắc bén cường đại khiến Kỳ Vô Hận không thể không đối phó cẩn thận, đã không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Hắn đấm ra một quyền, tất cả mọi thứ xung quanh ngưng tụ thành băng, cứ như tất cả hơi nước trong không khí đều ngưng tụ thành khối băng ngăn chặn một đao sắc bén vô song của sở hưu nhưng tất cả đều bị cắt đứt hàn khí lạnh lẽo giữa không trung hóa thành một con hàn băng cự long nên tiếp một đao của sở hưu đuôi rồng quét qua tuy vẫn bị đao này của cắt đứt không ít nhưng đã ngăn cản thành công khiến đao kia dừng lại giữa không trung lúc này kỳ vô hận lại giơ tay kết ấn khoảnh khắc này sở hưu cảm thấy máu tươi trong cơ thể như cũng bị đóng băng e là kỳ vô hận này đã lĩnh ngộ được một bộ phận lực lượng quy tắc một khắc sau trên người sở hưu bùng lên hai ngọn lửa khác biệt nội lực chân hỏa trực tiếp bộc phát áp chế luồng hàn khí đóng băng khí huyết trong cơ thể còn ngọn lửa diệt thế lại dọc theo con hàn băng cự long kia lan về phía kỳ vô hận một tiếng nổ lớn vang lên hàn băng cự long trực tiếp nổ tung mỗi mảnh vụn đều mang theo lực lượng giá rét cường đại tới cực điểm ép cho sở hưu phải thi triển pháp tướng đại nhật như lai sau lưng tay niết vô xác định đại thủ ấn hấp thu toàn bộ mảnh vỡ băng giá đó kỳ vô hận lùi lại phía sau một bước ánh mắt đầy kinh ngạc chẳng trách ngươi có thể giết chết diệp thiên thành thật không hiểu ngươi tu luyện thế nào mà mới chừng đó tuổi đã có lực lượng và nội tình cường đại như thế. Ngoài ra, ta cũng không thể nhận ra truyền thừa của ngươi, rốt cuộc ngươi là truyền nhân của cổ tôn của chi phái nào. Nhưng có thể khống chế loại lực lượng này thì Diệp Thiên Thanh chết cũng không oan. Hắn đã không oan, vậy ngươi cũng không cần giải oan cho hắn. Diệt Tam nên thành tiễn hiển hiện trong tay sở hưu, ngọn lửa diệt thế bùng cháy, mang theo lực lượng tịch diệt cực hạn bắn thẳng về phía kỳ vô hận, uy thế cực kỳ khủng khiếp. Tuy lực lượng của ngươi rất quỷ dị, nhưng thứ này không đả thương được ta. Kỳ vô hận giơ ngón tay điểm ra, trông thì không trung không hề thay đổi nhưng hư không lại rung động, không ngờ trên diệt tam liên thành tiễn lại ngưng tụ một đóa hoa băng. Chỉ trong giây lát, từ đóa hoa băng đó, không ngờ diệt tam liên thành tiễn lại bị đóng băng giữa không trung, lực lượng bị đông cứng. Đây chính là một trong những bí kỹ của Hàn Giang Thành, băng thần chỉ, được coi là có thể đóng băng bất cứ lực lượng nào. Nhưng một khắc sau kỳ vô hận lại cảm thấy có gì đó không đúng. Băng thần chỉ cũng không phải võ kỹ không cách nào phá giải, lực lượng bị đóng băng chắc chắn sẽ có một phần phản ngược lại. Nhưng hắn không cảm thấy bất cứ lực lượng phản ngược nào với thực lực của tên sở hữu này, tuyệt đối không thể như vậy được. Một khắc sau, cảm giác nguy cơ lan tới, quanh người kỳ vô hận hiện lên tầng tầng lớp lớp băng đá, bao phủ toàn thân hắn. Một tiếng ầm lớn vang lên, không biết từ lúc nào một mũi diệt tam lên thành tiễn đã bắn thẳng tới lưng hắn, đâm lên tầng băng đá, lập tức làm dấy lên ngọn lửa diệt thế ngập trời. Băng đá vỡ vụn, nhưng ngọn lửa diệt thế cũng bong chóc ra, Ánh mắt Kỳ Vô Hận hết sức kinh hãi, ảo thuật, ngươi còn am hiểu ảo thuật. Vừa rồi Sở Hưu đã sử dụng Huyễn Chân Quyết mà y học được từ chỗ Ma Lợi Kha, nhưng rất đáng tiếc, dù sao y cũng không phải cường giả chủ tu ảo thuật như Ma Lợi Kha, cho dù tinh thần lực dồi dào nhưng không thể thi triển tới trình độ cực kỳ tự nhiên, có thể ngưng ảo thành thật. Lần trước Sở Hưu có thể phát hiện ra Diệt Tam liên thành tiễn là vì y có thiên tử vọng khí thuật. Nhưng Kỳ Vô Hận ở phía trước không tu luyện bí pháp nguyên thần mà vẫn phát hiện ra, xem ra Sở Hưu cần tu luyện chiêu thức này nhiều hơn. Nhưng Sở Hưu lại không biết lúc này Kỳ Vô Hận lại kinh hãi không ít hơn y. Trước đó tất cả các võ kỹ mà Sở Hưu sử dụng đều là loại mạnh mẽ hùng hồn tới cực hạn, kết quả bây giờ y lại thi triển ảo thuật quỷ dị hung hiểm như vậy, khiến người ta khó lòng phòng bị. Diệp Thiên Thanh đúng là quá rác rưởi, chết không có chút giá trị nào, thậm chí không moi được hết võ đạo cơ bản của Sở Hưu mà đã chết. Ánh mắt Kỳ Vô Hận hiện lên hào quang u lam, hết sức kỳ dị. Sở Hưu với thực lực như vậy đã đủ cho hắn sử dụng toàn lực nếu chỉ thăm dò không khéo mình hơi chủ quan thôi là nối bước diệp thiên thành khí tức cực hàn tỏa ra quanh người kỳ vô hận chỉ trong chớp mắt khu vực nam man vốn nóng bức đột nhiên xuất hiện tuyết bay cảnh sắc như băng giá ở bắc quốc sở hưu sửng sốt lĩnh vực hình như không phải khoảng thiên địa này vẫn nằm trong quy tắc nguyên bản nhưng kỳ vô hận lại dùng lực lượng của bản thân khiến cho quy tắc tăng tốc làm cho nam man đang mùa hè lại có tuyết rơi nhưng như vậy có tác dụng gì thể hiện sự cường đại từ lực lượng nội tình của mình không đợi sở hưu kịp phản ứng trong tuyết rơi vô tận một hình người lớn tới vài trăm trượng đã hiển hiện quanh người là vô số bông tuyết bao phủ sức quyền đánh xuống lực lượng băng hàn như muốn đóng băng nguyên thần khoảnh khắc này sở hưu mới hiểu ra chẳng trách kỳ vô hận này được gọi là băng thần quân hắn dẫn dắt lực lượng của thượng cổ ma thần thượng cổ ma thần trời sinh trời nuôi bản thân bọn họ đã là một loại quy tắc thiên địa cho dù hiện tại đã tiêu tán nhưng vẫn có ý chí lơ lửng giữa đất trời thứ kỳ vô hận sử dụng chính là loại lực lượng này nhìn một quyền đủ để đóng băng nguyên thần giáng xuống sở hưu tay niết ấn quyết thân thể bao phủ trong ma khí tinh thuần tới cực điểm trời khóc đổ mưa máu hàng lâm hư không bị xé nứt ma thần khổng lồ giữ tợn trực tiếp nhô nửa người trên da chộp về phía man tộc băng giá kia thật ra tính nghiêm chỉnh thì thiên địa giao trinh ma đỗng thiên khốc đại bi chú của sở hưu rất giống với lực lượng mà kỳ vô hận sử dụng hai bên vốn có cùng nguồn gốc đại bi chú là dẫn dắt những lực lượng âm tà phản diện trong thiên địa hội tụ lại sau đó trời khóc đổ mưa máu rồi ma thần được triệu hồi đều là cách thể hiện của một loại lực lượng được ngưng tụ mà thôi đại bi phú sinh ra trong nguyên thủy ma quật loại lực lượng này nhập vào người một võ giả cho nên sinh ra đại bi phú nếu luồng lực lượng này sinh ra trong thời thái cổ không có ai đụng vào không chừng cuối cùng cũng sẽ biến biến thành loại thân thể ma thần trời sinh trời nuôi này cho nên hai loại lực lượng này mà truy ngược về bản nguyên thì đều là cách thể hiện của ý chí thiên địa hai bên va chạm không ngờ lại bắt đầu rằng co hiện tại chiến lực của sở hưu đã tăng cường còn kỳ vô hận cũng không phải hạng soàng ít nhất hắn cũng mạnh hơn diệp thiên thanh nhiều cho nên lúc này không ai làm gì được ai nhưng khi kỳ vô hận nhìn về phía những người khác sắc mặt hắn lại sầm xuống vì người của hàn giang thành đang bị áp đảo hoàn toàn trước đó kỳ vô hận đã điều tra thực lực của thương ngô quận cuối cùng hắn đưa ra kết luận là ngoài sở hưu ra những người khác chỉ là lũ ô hợp chỉ có tần trung từng là người giữ cửa của hoàng thiên Cáp mới có chút trình độ những người khác còn không chịu nổi một đòn còn bên giờ bên cạnh sở hưu lại xuất hiện thêm vài người không ngờ thực lực đều nổi trội trong cùng cấp độ thậm chí có thể nói là đỉnh phong gã to lớn tướng mạo hung ác kia công pháp lại cực kỳ quỷ dị có thể điều khiển lực lượng khí huyết lúc này mới giao thủ chưa bao lâu nhưng đã có một võ giả hàn giang thành bị hút sạch máu tươi người trẻ tuổi mặc áo trắng cầm phương thiên họa kích kia cũng có lực lượng nội tình cường hãn tới kinh người không kém gì những anh tài tuấn kiệt của đại phái thanh phương thiên họa kích múa lên uy thế phải nói là vô song còn hai cô gái trông thì mảnh khảnh yêu kiều một người có thực lực cảnh giới chân hỏa luyện thần công pháp quỷ dị vô cùng mê hoặc tâm thần còn có thể kích thích tâm ma cô gái còn lại tuy yếu hơn một chút nhưng ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn cứ như thích khách ẩn mình trong bóng tối không ra tay thì thôi một khi ra tay thì kể cả võ giả chân hỏa luyện thần không đề phòng cũng có thể bị trúng chiêu còn võ giả cuối cùng tuy trông bình thường nhất nhưng thực lực cũng ở mức tương đối cao trong cùng cấp độ ít nhất đánh võ giả hàn giang thành bọn họ là không có vấn đề gì Kỳ vô hận chỉ muốn chút cơn giận, kết quả càng đánh càng uất ức. Hư lạnh một tiếng, kỳ vô hận trực tiếp rời khỏi trận chiến với sở hưu, quát lớn, rút lùi. Do một nguyên nhân nào đó, tạm thời Hàn Giang Thành sẽ không gây chiến toàn diện với Hoàng Thiên Các, cho nên có đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Kỳ vô hận không phải Diệp Thiên Thanh, đánh lên là chẳng để ý tới gì khác, cuối cùng bỏ mạng tại đó. Nhìn sở hưu một hồi, cuối cùng kỳ vô hận không nói gì, trực tiếp đóng cửa thành, rút lui vào trong những võ giả hàn giang thành xung quanh không nói một lời vì tính kỹ ra thì hôm nay bọn họ là người kéo tụt hắn lại kỳ vô hận còn chưa dùng tới lá bài tẩy chưa phát huy thực lực thật sự kết quả bọn họ đã không chịu nổi nhưng lúc này kỳ vô hận cũng chẳng để ý tới bọn họ mà lập tức viết thư đưa về tổng bộ hàn giang thành tên sở hưu này tương lai sẽ là đại địch của hàn giang thành bọn họ vì sở hưu làm hắn nhớ tới một người một người mà không có hắn thì không có hàn giang thành hiện tại mạnh tinh hà năm xưa mạnh tinh hà cũng như sở hưu hiện tại dùng thân phận khách khanh gia nhập hàn giang thành xung quanh hắn tập trung hàng loạt cường giả tuấn kiệt cuối cùng trợ giúp hàn giang thành cuột khởi còn sở hưu bây giờ lại rất giống với hàn giang thành năm xưa tuy còn trẻ mà thực lực đã vô cùng kinh khủng đều là khách khanh của đối phương đều là hảo hữu của truyền nhân tông môn này bây giờ bên cạnh y lại có thêm nhiều cao thủ như vậy cảnh tượng đó khiến kỳ vô hận không thể không nhớ lại hàn giang thành năm xưa hàn giang thành nhớ đó mà quật khởi Kỳ vô hận lo lắng tương lai cũng vì đó mà sụp đổ. Thành công của Hàn Giang Thành có một thôi là đủ rồi, không cần môn phái khác sao chép lại lần hai. Hắn thấy uy hiếp của sở hưu thậm chí còn lớn hơn Hoàng Thiên Các như đèn dầu sắp tắt. Vàng thì ở đâu cũng sáng, sở hưu thì ở đâu cũng bị cam thủ. Lúc này sở hưu cũng không biết, một kẻ vốn không hề trung thành với Hoàng Thiên Các như hắn, thậm chí còn định đào góc tường của Hoàng Thiên Các, vậy mà lại bị nhận lầm là uy hiếp còn lớn hơn Hoàng Thiên Các đương nhiên chuyện ở đại la thiên tạm thời không trong phạm vi suy tính của sở hưu về hạ giới diệt tu bồ đề thiền viện khống chế con đường qua lại giữa hai thế giới đây mới là chuyện cấp bách nhất đối với sở hưu sau khi ở lại thương nam phủ được một thời gian kha sát tới báo cáo nói hắc kiệt đã về vừa nhận được tin sở hưu lập tức gọi đám người lục giang hà đang đi loanh quanh về chuẩn bị tới hạ giới thời gian ngắn như vậy đương nhiên không phải để đám người lục giang hà tu luyện cho dù là trừ vô kỵ tính cách trầm ổn cũng đi dạo khắp nơi Mai Khinh Liên và Mục Tử Y thậm chí còn mua không ít phấn son bột nước linh tinh, không biết các nàng tới xuyên qua thế giới khác mà lại mang loại đặc sản này về thì người khác sẽ nghĩ ra sao. Trong Nam Anh Phủ, Hắc Kiệt và Lục Phi đã ở đó chờ sở hưu. Bàn bạc chuyện chia cắt lãnh địa với những bộ lạc man tộc ở sâu trong đế la sơn mạch xong rồi à, kết quả ra sao? Hắc Kiệt thi lễ với sở hưu nói, nhờ có lực lượng mà thần sứ đại nhân mang tới, bộ lạc Hắc La ta đã hoàn toàn sánh ngang với những đại bộ lạc ở sâu trong đế la sơn mạch. Tộc ta làm việc rất đơn giản trực tiếp, ngươi có thể đưa ra bao nhiêu thực lực thì được bấy nhiêu địa vị, cho nên toàn bộ khu vực gần Thương Ngô quận đã nằm trong phạm vi quản lý của bộ lạc Hắc La chúng ta. Sở Hưu hài lòng gật nhẹ đầu, như vậy bên phía man tộc này y không cần lo lắng gì nữa, chỉ cần bộ lạc Hắc La không bị diệt là có thể giúp y bảo vệ nơi này. Sau đó Sở Hưu trầm giọng nói, có chuyện cần mời tộc trưởng Hắc Kiệt và Tế Ti Lục Phi hỗ trợ, không phải ý chỉ của thần mà là chuyện riêng của ta. Hắc Kiệt vội vàng nói: Bất luận có phải ý chỉ của thần không, chỉ cần thần sứ đại nhân ra lệnh, bộ lạc Hắc La chắc chắn muôn chết không chối tử. Sở Hưu hài lòng gật nhẹ đầu nói, là thế này, lực lượng của thần vô cùng cường đại, liên tục sáng tạo ra nhiều thế giới, thánh giáo của các ngươi là một trong số đó. Trong thế giới khác ta cũng có cơ nghiệp, nhưng cần phải tiêu diệt một số thế lực không nghe lời, tạm thời hơi thiếu nhân thủ, cho nên muốn mời tộc trưởng và đại tế ti xuất thủ. Đám người lục giang hà nhìn Sở Hưu giả thần giả quỷ ở đây, ai nấy sắc mặt cổ quái. Cho dù là Lã Phụng Tiên Phúc hậu nhất cũng không nhịn được muốn bật cười, nhưng hắn vẫn cố nhịn. Thấy Sở Hưu lừa gạt đám người man tộc tới nước này, bọn Lục Giang Hà cũng thấy đồng tình. Đương nhiên bọn họ không biết để chế tạo hình tượng thần sứ này, Sở Hưu đã tốn bao nhiêu công sức. Dù sao, tuy đám man tộc này đầu óc thẳng thắn nhưng không phải ngu ngốc. Hắc Kiệt và Lục Phi đưa mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, không hề do dự đáp ứng. Trước đó bọn họ đã bàn bạc, đối với vị thần sứ đại nhân này bọn họ chỉ có thể phục tùng không còn lựa chọn thứ hai, chứ phi đối phương gây ra chuyện gì đó tổn hại tới bộ tộc của mình, bằng không bọn họ nhất định phải giữ nguyên thái độ hiện tại, có vậy mới tiếp tục nhận được lực lượng của thần. Hiện giờ chỉ bị gọi đi làm tay chân mà thôi, đối với bọn họ thì đây cũng không phải chuyện lớn lao gì. Lục Giang Hà ở phía sau nói, chỉ dẫn theo hai người bọn họ là đủ à? Sở Hưu híp mắt nói, đừng coi thường bọn họ, lực lượng của Hắc Kiệt mà bộc phát toàn bộ thì không kém hơn cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền chuyên tu luyện cơ thể đâu. Tuy giao thủ với võ giả cùng cảnh giới cũng không thắng thế, nhưng đánh ngươi vẫn rất dễ dàng. Lục Phi là đại tế ti của bộ lạc Hắc La, trong tay có không ít bí pháp quỷ dị của man tộc, cũng có thể uy hiếp được cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Sau khi bố trí xong xuôi mọi chuyện, Sở Hưu trực tiếp dẫn người tới con đường kia, trở lại hạ giới. Hắc Kiệt và Lục Phi lần đầu tới hạ giới, cho dù bọn họ không mấy hiếu kỳ nhưng trong lòng cũng hết sức kinh hãi, nhưng chỉ giây lát sau họ đã bình tĩnh lại, ít nhất cũng bình tĩnh hơn lúc đám người Lục Giang Hà vừa tới Đại La Thiên đám người lục giang hà suy nghĩ quá nhiều cho nên lại càng hiếu kỳ còn hắc kiệt và lục phi suy nghĩ hết sức đơn giản sở hưu đã là thần sứ còn thần linh lại không gì không làm được vậy chế tạo mấy thế giới cũng đâu phải chuyện lớn lao gì dù sao tất cả mọi chuyện mình không thể lý giải cứ đẩy lên đầu thần linh là được sau khi trở lại côn luân sơn sở hưu cho người bố trí chỗ nghỉ cho hắc kiệt và lục phi rồi tới hỏi ngụy thư nhai ngụy lão gần đây trên giang hồ có chuyện gì xảy ra không ngụy thư nhai lắc đầu nói không có tu bồ đề thiền viện đang thu nhận đệ tử xem ra bọn chúng không định đi mà định liều mạng toàn bộ giang hồ đều biết hiện giờ chỉ là khoảnh lặng trước cơn bão nhưng một thời gian tới chắc ngươi sẽ gặp không ít người quen các đại phái tốt năm tụng ba định tới côn luân sơn có một số đã đang trên đường sở hưu híp mắt nói ồ hóa ra ta đã coi thường bọn chúng rồi ta trở về hai lần mà còn có người muốn động thủ chẳng lẽ bọn họ còn thủ đoạn nào à ngụy thư nhai vẻ mặt quái dị có lẽ bọn họ tới không phải để động thủ Vậy đến làm gì? Chắc là để khuyên ngươi, quay đầu là bờ. Ngụy Thư Nhai nói không sai, đúng là các đại phái tới không phải để gây sự với y, mà là để khuyên nhủ. Người tới đầu tiên là Thương Thủy Danh Thị, hơn nữa Thương Thủy Danh Thị còn lôi kéo người của Mạc Gia cùng đi. Mấy năm không gặp, Mạc Thiên Lâm đã bước vào cảnh giới chân đan, trở thành gia chủ thương dương Mạc Gia, còn để hai chùm ria mép, trông có vẻ thành thục hơn nhiều. Vừa gặp Sở Hưu, Mạc Thiên Lâm cười nói, Sở Huynh, hoan nghênh người trở về. Mạc thiên lâm mỉm cười bước tới nhưng khi tới gần sở hưu hắn lại hạ giọng truyền âm nói thương thủy doanh thị ép ta phải tới vì mạc ra nên ta đành phải đi theo nhưng lát nữa sở huynh có làm gì đi nữa cũng không cần phải nghĩ tới ta sở hưu thân thiện vỗ vai mạc thiên lâm gương mặt lại nở nụ cười hiếm có thương thủy doanh thị nghĩ rất nhiều còn biết lợi dụng quan hệ của mạc thiên lâm dù sao trên giang hồ ai cũng biết khi còn trẻ mạc thiên lâm và sở hưu đã là hảo hữu sở hưu nhìn lão tổ doanh thị nói Doanh lão tiên sinh tới Côn Luân Sơn của ta có chuyện gì cần làm, không thể là tiếp đón ta trở về đây chứ. Lão tổ doanh gia hỏi ngược lại, vì sao lại không thể? Nếu có thể mới là chuyện cười, sở hưu mặt không biểu cảm nói. Lão tổ doanh gia cười lớn nói, không, đó không phải là chuyện cười. Gặp mặt cười nói tan hận thù, hiện giờ sở hưu ngươi có thực lực như vậy. Hai lần đại kiếp, ai cũng nghĩ rằng chắc chắn ngươi phải chết. Nói chính xác hơn là bọn họ nghĩ rằng ngươi đã chết, kết quả ngươi vẫn trở về ta dám nói trên giang hồ hiện tại không mấy thế lực dám đối địch với ngươi cô luân ma giáo hoàn toàn có thể đặt chân trên giang hồ rồi nếu đã như vậy sao ngươi cứ nhất quyết đuổi tận giết tuyệt sơn môn của đại quang minh tự đã bị hủy diệt hay là ngươi tha cho bên tu bồ đề thiền viện một lần đi lão phu nguyện dẫn dắt toàn bộ võ lâm chính đạo cam kết sẽ kết thành đồng minh với toàn bộ giới ma đạo từ nay về sau mọi người ai cũng bình an không có chuyện chính ma đối lập nữa ngươi thấy sao sở hưu chăm chú quan sát lão tổ danh gia một hồi nhìn tới mức nụ cười trên mặt lão tổ danh gia hoàn toàn biến mất lúc này y mới điềm nhiên nói lời này của danh lão tiên sinh là quá đáng rồi phần lớn thời điểm thương thủy doanh thị các ngươi luôn duy trì trung lập không chèn ép giới ma đạo quá mức như vậy không sai như ngày trước khi giới ma đạo chúng ta bị chèn ép sao không thấy các ngươi tới hứa hẹn kết minh gì đó sao không nói tiêu trừ tình thế chính ma đối lập sở hữu ta luôn làm việc theo một quy củ người kính ta một thước ta kính người một trượng người động tới ta một chút ta diệt cả nhà người. Khóe miệng lão tổ doanh gia giật một cái, kính ngươi một thước mà ngươi mới kinh một trượng, động tới ngươi một chút thì diệt cả nhà, thế mà là công bằng à. Sở hưu lạnh lùng nói, tu bồ đề thiền viện ra tay với ta trong huyễn hư lục cảnh một lần, sau đó lại là kẻ cầm đầu tới thánh giáo ta định phong ấn vô căn thánh hỏa. Thù riêng thù chung đều có, không diệt tu bồ đề thiền viện thì sở hưu ta có mặt mũi nào đặt chân trên giang hồ. Lão tổ doanh gia ra hiệu với Mạc Thiên Lâm, bảo hắn lên tiếng thuyết phục mà thiên lâm bị hắn uy hiếp tới đây đương nhiên chỉ là âm thầm ra hiệu uy hiếp chứ không phải trực tiếp mở miệng uy hiếp dù sao hắn cũng là hảo hữu của sở hưu nếu mình gác đao lên cổ hắn uy hiếp vậy tức là đắc tội rất nặng với sở hưu nhưng cho dù như vậy thương thủy danh thị vẫn nói vài lời không nóng không lạnh uy hiếp vài câu mà thiên lâm cũng đã nghe ra tuy cùng là thế lực trong cửu đại thế gia nhưng hiển nhiên thương thủy doanh thị và mặc gia một bên trên trời một bên dưới đất mạc thiên lâm thấy ánh mắt của lão tổ danh gia bất đắc dĩ lắc đầu Chính vì hắn là hảo hữu của Sở Hưu nên hắn càng biết xưa nay Sở Hưu không phải người dễ khuyên nhủ. Y đã ra quyết định thì trừ phi y chết, bằng không không ai có thể thay đổi. Nhưng Mạc Thiên Lâm cũng không tiện làm lão tổ danh gia mất mặt tại đây. Hắn đành đứng lên nói, Sở Huynh, đúng là chuyện này tu bồ đề thiền viện không đúng. Nhưng Sở Huynh cũng là người rộng lượng, trong bụng tể tướng có thể chứa cả con thuyền, trên trán tướng quân có thể cưỡi ngựa, khí độ rộng rãi không ai sánh được, khiến ngàn vạn người trong giang hồ kính ngưỡng. Hay là cứ để chuyện này lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không cứ thế cho qua đi nghe mạc thiên lâm nói hưu nói vượn như vậy sở hưu cũng không nhịn được vuốt cằm mấy lời này là nói y à lão tổ danh gia sắc mặt đen kịt có là kẻ ngu ngốc cũng có thể nghe ra mạc thiên lâm chỉ đang nói hưu nói vượn tìm khắp giang hồ này khéo không có ai nhỏ nhen hơn tên sở hưu kia ngươi có chắc những từ ngữ đó là chỉ sở hưu không bên phía sở hưu không ít người cố nín cười đặc biệt là lạc phi hồng cô là người quen biết với mạc thiên lâm từ rất sớm đừng nhìn hiện giờ hắn làm gia chủ trông rất đĩnh đạc trầm ổn nhưng năm xưa cũng là vị công tử phong lưu giận dữ rút kiếm tranh đoạt trong thanh lâu cực kỳ thiếu đứng đắn lão tổ doanh gia muốn lợi dụng hắn đúng là nằm mơ ha 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 đúng lúc này một chàng cười đột nhiên vang lên như muốn cười ngất đi cực kỳ ma tính khiến sắc mặt lão tổ doanh gia càng đen hơn trước sau một chàng luyên thuyên của mạc thiên lâm bầu không khí vốn đã bớt nghiêm túc nhưng sau chàng cười đầy ma tính kia mọi người không khỏi nhìn lại phía sau. Người đứng đó cười ha hả không phải ai khác mà chính là Phương Thất Thiếu, ngoài ra còn có cường giả của Tam Đại Kiếm Phái, Kiếm Vương Thành, Tọa Vong Kiếm Lư, Phong Vân Kiếm Chủng. Phương Thất Thiếu nhìn Mạc Thiên Lâm, vừa cười ha hả vừa nói đứt quãng, Mạc Huynh đúng là nhân tài, ngươi có chắc mấy câu ngươi vừa nói sở hưu không phải nói khái không, sao ta cảm thấy ngươi đang chơi đều hắn. Thẩm Thiên Vương sắc mặt đen kịt, lôi phong Phương Thất Thiếu tới, cho một luồng kiếm khí che miệng hắn lại rồi ném ra sau lưng. Lần này những người tới đây đều là cường giả của Tam Đại Kiếm phái, theo lý mà nói thực ra Phương Thất Thiếu không có tư cách tới. Nhưng Thẩm Thiên Vương cũng nghĩ như lão tổ doanh gia, cho rằng dẫn theo một người quen cũ của Sở Hưu thì dễ nói chuyện hơn một chút. Trước đó Thẩm Thiên Vương còn cảm thấy Phương Thất Thiếu giao hảo với loại ma đầu như Sở Hưu không phải chuyện tốt lành gì cho kiếm vương thành bọn họ. Nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện này lại thành cơ hội cho kiếm vương thành, vừa hay hắn có thể mượn quan hệ giữa Phương Thất Thiếu và Sở Hưu, dẫn hắn tới Cô Luân, thuyết phục Sở Hưu dừng tay kết quả hắn vẫn tính sai tính sai chính ở cái miệng của phương thất thiếu nụ cười của tên này khiến bầu không khí mất cả nghiêm túc thẩm thiên vương cũng không biết nên nói thế nào mới phải hắn đành ho khan một tiếng rồi nói sở đại nhân chắc ngươi cũng biết chúng ta tới đây để làm gì ngũ đại kiếm phái chúng ta rất ít khi để tâm tới những chuyện trên giang hồ như lần này thẩm thiên vương còn chưa kịp nói xong thì sở hưu đã ngắt lời ta biết thẩm trưởng môn định nói gì nếu là khuyên ta dừng tay các thứ thì ta khuyên thẩm trưởng môn đừng nói thì hơn Trước kia các ngươi rất ít khi xen vào chuyện của người khác thì bây giờ cũng đừng có để ý đến. Ngũ đại kiếm phái đã chỉ còn trên danh nghĩa, biến thành tam đại kiếm phái, chư vị không muốn ít thêm một đấy chứ. Nghe được ẩn ý uy hiếp của sở hưu, sắc mặt những người khác trong tam đại kiếm phái đều không dễ nhìn, nhưng không ai nói sở hưu cuồng vọng, cũng không ai dám trở mặt với sở hưu. Hiện giờ thực lực của sở hưu quả thật vượt ngoài tưởng tượng, tông môn cỡ đại quang minh tự mà đối phương nói diệt là diệt. Tuy có một phần là nhờ tập kích bất ngờ, nhưng bên phía sở hưu chỉ có ba người. Trên khắp giang hồ, có lẽ trừ bái nguyệt giáo và thiên môn thần bí nhất, đã không ai kiềm chế được y. Lúc này Phương Thất Thiếu đã thoát khỏi trói buộc từ đạo kiếm khí của Thẩm Thiên Vương, lúc này Sở Hưu mới phát hiện không ngờ Phương Thất Thiếu đã bước chân vào cảnh giới chân hỏa luyện thần từ lúc nào chẳng hay. Với thực lực của Thẩm Thiên Vương mà chẳng thể kiềm chế được hắn quá lâu. Phương Thất Thiếu ở một bên nhún vai nói, "Tông chủ, ta bảo ngươi rồi mà, vô dụng thôi, không ai có thể thuyết phục được Sở huynh." Hơn nữa các ngươi là người ngoài mà cứ cố thuyết phục như vậy, nói thật, Sở huynh đã là tính tình không tệ rồi, chí ít không ra tay với các ngươi. Các ngươi không phải Sở huynh, không bị người ta giết, cũng không bị người ta uy hiếp tới căn cơ của tông môn, trong thời điểm này mà các ngươi còn tới khuyên Sở huynh rộng lượng một chút, nói thẳng là chẳng có lý gì cả, người ta nhìn vào còn bảo đứng nói chuyện không đau eo. Đại Quang Minh tự và Tu Bồ Đề Thiền viện đều nói tới nhân quả, năm xưa bọn họ gieo xuống nhân, bây giờ phải trả quả, rất bình thường thôi, ngươi thấy đấy. Tu Bồ Đề Thiền viện đâu có cầu viện bên ngoài, chúng ta gấp làm gì? Những lời này của Phương Thất Thiếu không chỉ là nói giúp Sở Hưu mà là hắn thật sự nghĩ như vậy. Tuy phần lớn thời điểm hắn rất không đứng đắn, nhưng cũng có đôi lúc hắn nhìn nhận rất thấu đáo. Mọi người ở đây ai nấy hờ hững, không phải bọn họ ngu ngốc, Phương Thất Thiếu thấy được thì thực ra bọn họ cũng thấy được, chẳng qua bọn họ định giả bộ hồ đồ mà thôi. Bọn họ không thật sự đồng tình với Tu Bồ Đề Thiền viện mà là e ngại Sở Hưu, e ngại ma đạo khôi phục, tạo ra uy hiếp khủng khiếp. Cho nên nếu có thể bảo tồn một chút lực lượng chính đạo thì bọn họ cũng muốn bảo tồn, nhưng bọn họ không dám động thủ trở mặt với Sở Hưu, chỉ có thể nghĩ ra cách này. Nhưng bây giờ nhìn lại, Sở Hưu đã quyết tâm hủy diệt Tu Bồ Đề Thiền viện, bọn họ có thuyết phục nữa cũng vô dụng. Nhìn mọi người ở đây, Sở Hưu trầm giọng nói, nhân quả của Tu Bồ Đề Thiền viện là thứ ta nhất định phải trả, nhưng ta cũng đã nói trước rồi, chuyện này chỉ liên quan tới ân oán cá nhân giữa ta và Phật tông, không quan hệ tới chư vị, chỉ cần chư vị không nhúng tay vào việc này ta cam đoan sẽ không động thủ với chư vị. Nghe sở hưu nói vậy, mọi người ở đây đành chấp tay một cái, quay người rời khỏi. Không phải bọn họ tin lời sở hưu, mà ngoài tin sở hưu ra bọn họ đã không còn cách nào khác. Sau khi xuống núi, thẩm thiên vương nói với phương thất thiếu đang hết nhìn đông lại nhìn tây, sau khi trở lại kiếm vương thành, ngươi chuẩn bị chút đi. Phương thất thiếu kinh ngạc nói, chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị tiếp nhận chức vị tông chủ kiếm vương thành. Vẻ mặt phương thất thiếu càng kinh ngạc, tông chủ, ngươi làm sao vậy? ngươi còn đang tráng niên mà đã không ổn rồi à nghe nói sở huynh kế thừa không ít bảo vật của độc cô duy ngã chắc chắn có thần đan cực phẩm để ta mặt sạn mày dày xin một viên cho ngươi ngươi đừng có chết thẩm thiên vương không nhịn được gõ một cái vào sau ót phương thất thiếu sắc mặt đen kịt nói ai bảo ta sắp chết vậy ngươi cứ làm tông chủ đi giao cho ta làm gì đừng nói ngươi coi trọng ta bây giờ ta còn chả coi trọng mình nữa là gương mặt thẩm thiên vương lộ vẻ bất đắc dĩ nói Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu, giang hồ hiện tại ta càng lúc càng không nhìn thấu. Tuy Kiếm Vương Thành ta ở Tây vực xa xôi, nhưng một khi có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không thể chỉ lo thân mình được. Ngươi và Sở Hưu có giao tình, ngươi lên làm trưởng môn thì cho dù tương lai Sở Hưu có trưởng thành tới cảnh giới của độc cô duy ngã, có ngươi cũng có thể bảo vệ bình an cho Kiếm Vương Thành. Tuy tên Sở Hưu này làm việc tàn nhẫn không nể tình, chuyện gì cũng làm tới tận cùng, nhưng không thể không phủ nhận hắn là người nhớ tình bạn cũ. Lã Phụng Tiên là bạn tốt của hắn, ngay trước hắn còn chưa mạnh như bây giờ, đã dám đại náo Việt nữ cung vì Lã Phụng Tiên. Mạc Thiên Lâm cũng là hảo hữu của hắn năm xưa, tuy hiện tại chênh lệch giữa hai người như trời với đất, nhưng hắn vẫn chịu nể mặt với Mạc Thiên Lâm, không trở mặt với lão tổ doanh gia ngay tại chỗ. Cho nên tương lai ngươi lên làm tông chủ kiếm vương thành, Sở Hưu cũng sẽ nể mặt ngươi, không làm khó kiếm vương thành. Phương Thất thiếu đắc ý vuốt lên mặt nói, ta đã nói mà, cho dù không có kiếm trong tay, dựa vào cái mặt này thôi ta cũng không chết đói đừng nói ta còn mặt mũi ở chỗ sở huynh cho dù tới thanh lâu đông tề mặt mũi của ta cũng rất giá trị nhớ năm đó đến thanh lâu dựa vào gương mặt này ta còn không phải không đợi hắn nói hết câu thẩm thiên vương đã hung hăng trợn mắt với hắn câm miệng cho ta sau khi lên làm tông chủ nếu ngươi còn nói năng linh tinh nhắc tới thanh lâu gì nữa ta sẽ đánh gãy chân của ngươi dù sao ta cũng chỉ cần mỗi cái mặt ngươi mà thôi phương thất thiếu lập tức ngậm miệng lại nhưng sau đó hắn thận trọng hỏi vậy tông chủ vạn nhất cuối cùng chính đạo chiếm thượng phong thì sao? Ngươi nói xem liệu bọn họ có nói kiếm vương thành chúng ta cấu kết với ma giáo không? Đám người kia chỉ giỏi vu hoan giá họa, cái miệng của ta cũng chẳng nói lại bọn họ. Thẩm thiên vương lạnh nhạt nói, nói thì cứ nói, đâu phải kiếm vương thành chúng ta không có mối quan hệ nào bên võ lâm chính đạo. Người kết giao với sở hưu là ngươi chứ không phải chúng ta. Phương thất thiếu tặc lưỡi thở dài, tông chủ không hổ là tông chủ, ít nhất hắn không học được bản lĩnh nói láo không chớp mắt này. Xem ra muốn làm trưởng môn thì tối thiểu là không cần thể diện, cái này phải học thêm mới được. Mấy ngày sau, trên Côn Luân Sơn, tất cả thế lực dưới trướng sở hưu đã tập kết. Y chỉ để lại một số đệ tử cấp thấp trên Côn Luân Sơn, những người khác chuẩn bị ra tay cùng hắn, tiêu diệt tu bồ đề thiền viện. Với uy thế hiện tại của sở hưu, không có ai dám lên Côn Luân Sơn gây chuyện, huống chi toàn bộ Côn Luân Sơn này chẳng có gì quý báu, đương nhiên cũng không sợ bị hủy hoại. Thứ quý giá nhất là vô căn thánh hỏa, nhưng chỉ có thể phong ấn chứ không cách nào phá hủy. Nhìn những võ giả dưới chứng mình, lần này sở hưu không nhiều lời, y chỉ vung tay, thản nhiên tuyên bố hai chữ, xuất phát. Nhưng chỉ hai chữ này lại khiến các võ giả côn luân ma giáo bên dưới cao giọng gieo hò. Khi sở hưu không có mặt, bọn họ phải chịu bao uất ức. Bây giờ sở hưu trở về, trước là diệt đại quang minh tự, sau là trừ tu bồ đề thiền viện. Rốt cuộc côn luân ma giáo bọn họ cũng đứng trên đỉnh cao của giang hồ này. Trong khu vực Nam Man, những man tộc cư trú xung quanh tu bồ đề thiền viện đều đã di chuyển không ai ở lại tuy trước đó tu bồ đề thiền viện đã định bảo những man tộc này rời khỏi tránh cho lúc đại chiến bị ngộ thương nhưng không đợi tu bồ đề thiền viện mở miệng bọn họ đã đi sạch chuyện này cũng khiến các võ giả tu bồ đề thiền viện không khỏi phẫn nộ dù sao khi xưa tu bồ đề thiền viện đã che chở cho bọn họ võ giả trung nguyên coi bọn họ là man di mọi rợ chỉ có tu bồ đề thiền viện coi bọn họ là con dân kết quả trong thời khắc mấu chốt bọn họ lại hành động như vậy đúng là khiến lòng người muội lạnh rama lại không nói gì hắn thấy như vậy rất bình thường tìm chỗ lợi tránh chỗ hại là bản năng của con người bất luận là người trung nguyên hay người man tộc đều như vậy chắc chắn trận chiến này sẽ có rất nhiều người chết chắc chắn sẽ dính phải rất nhiều nhân quả nếu đã vậy chết ít hơn một chút cũng tốt bất không hòa thượng đi tới sau lưng rama nói ngươi đang lo lắng à rama gật nhẹ đầu lại lắc đầu nói lo lắng thì đúng nhưng ta biết có lo lắng cũng vô dụng trận chiến này là để chấm dứt nhân quả, tu bồ đề thiền viện chúng ta tránh được, cũng không thể tránh. Bất không hòa thượng thở dài nói, trong những võ giả mà ta đã thấy trong thiền viện, thiên phú của ngươi là cao nhất. Cho dù là trong tu bồ đề thiền viện 500 năm trước cũng không có ai sánh được với ngươi, chỉ tiếc sinh không gặp thời. Rama gật đầu nói, ta cứ có cảm giác này, nếu sinh ra 500 năm trước, có thể thể chứng kiến phong thái của ma chủ độc cô duy ngã. Tiên nhân ninh huyền cơ, kiếm thanh cố khuyên thành, vậy sẽ phấn khích tới mức nào? bất không hòa thượng ngạc nhiên hắn không có ý này ngay lúc hắn đang định nói gì bên ngoài lại vang lên tiếng hô chói tai của đệ tử thiền viện cô luân ma giáo tấn công rồi trước sơn môn của tu bồ đề thiền viện lá cờ ma đạo bay phất phới sát khí ngút trời toàn bộ tu bồ đề thiền viện đều bị khí tức khủng khiếp kia bao phủ lúc này ở phía xa hơn sở hưu dám khẳng định những thế lực võ lâm khác trên giang hồ cũng đang âm thầm quan sát lần trước sở hưu hủy diệt đại quang minh tự quá nhanh Mới một ngày thôi mà Đại Quang Minh tự đã bị san thành bình địa, khi bọn họ chạy tới đã không thấy được cái gì. Tuy bọn Hư Vân vẫn còn sống, nhưng đám người Hư Vân không kể gì nhiều về trận chiến đó, bọn họ cũng không biết rốt cuộc Sở Hưu Mạnh tới mức nào. Cho nên trận chiến lần này, tuy bọn họ cách nào ngăn cản nhưng bọn họ vẫn muốn xem xem rốt cuộc Sở Hưu Mạnh tới mức nào. So với Đại Quang Minh tự xây dựng trên đỉnh núi, tuy diện tích của Tu Bồ Đề Thiền viện cũng không nhỏ nhưng không có nhiều lầu cao, từng tòa chùa miếu đan sen tinh tế không ngờ lại trông như một đóa hoa sen. Chỉ không biết sau trận chiến này, rốt cuộc tu bồ đề thiền viện còn lại được bao nhiêu. Đứng ngoài cổng tu bồ đề thiền viện, sở hưu trầm giọng nói, cô luôn sở hưu, tới đòi nợ. Sau khi giọng nói của sở hưu vang lên, âm thanh không tiêu tán mà ngược lại vang vọng trong thiên địa, như ma âm quanh quẩn bên tai. Cửa lớn của tu bồ đề thiền viện mở rộng, bất không hòa thượng và đám người Rama nối đuôi nhau đi ra. Tất cả các võ giả tu bồ đề thiền viện không ai e ngại, ngược lại thần sắc bi tráng vô cùng. Rama lạnh nhạt nói, Tu Bồ Đề Thiền viện ta không nợ bất cứ ai, nhưng các ngươi lại nợ ta nhân quả. Sở Hưu nhìn vào Rama, trầm giọng nói, ta rất nghi hoặc, vì sao các ngươi không trốn? Đại Quang Minh tự không có cơ hội bỏ trốn, còn các ngươi rõ ràng có thời gian rất dài, khu vực hải ngoại, khu vực tây cực, đâu cũng có chỗ dung thân cho các ngươi. Kết quả các ngươi lại chọn ở đây chờ chết, đúng là ngoài dự liệu của ta." Rama lắc đầu nói, đã là nhân quả thì sớm muộn gì cũng phải trả nhân quả giữa ngươi và ta trước kia không phải vì huyễn hư lục cảnh mà còn vì lập trường trước đây ngươi chọn khôi phục côn luân ma vậy thì giữa phật môn ta và ngươi không có bất cứ con đường nào để giảng hòa tu bồ đề thiền viện sẽ không chạy trốn cả đời trận chiến ngày hôm nay rốt cuộc là ma chướng đạo tiêu hay là chấm dứt nhân quả trung quy cũng phải có kết thúc những võ giả nấp xung quanh quan chiến sắc mặt đều nghiêm nghị bọn họ biết câu nói cuối cùng của rama thực ra là nói với bọn họ trận chiến ngày hôm nay nếu tu bồ đề thiền viện bại vậy trên giang hồ sẽ là ma chướng đạo tiêu, tình thế cô luân ma giáo xưng bá giang hồ lại tái diễn. Đương nhiên bọn họ cũng biết chuyện này, nhưng biết thì biết, đối mặt với một kẻ giết cũng không chết như sở hưu, có ai dám mạo hiểm. Lên cô luân sơn thuyết phục sở hưu đã là nước đi cuối cùng mà bọn họ có thể làm được. Đương nhiên Rama cũng không trông mong gì bọn họ xuất thủ. Trận chiến ngày hôm nay, toàn bộ tu bồ đề thiền viện đã không còn lựa chọn, bọn họ cũng đã chuẩn bị liều chết chiến đấu. Rama chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật. Một khắc sau, tất cả các đệ tử của Tu Bồ Đề Thiền viện đều niệm Phật hiệu, chỉ trong chớp mắt, Phật quang rực rỡ vọt thẳng lên trời, trực tiếp đâm thủng bầu trời bị ma vân vô biên bao phủ. Bất không hòa thượng quanh người hiện lên vầng sáng, những nơi ánh sáng đi qua là cỏ cây nở rộ, sinh cơ bừng bừng. Nhưng cái giá của sinh cơ lan tỏa này lại là tiêu hao sinh cơ của bản thân hắn. Một khắc sau, trong Tu Bồ Đề Thiền viện, một tòa tháp cao đột ngột mọc từ dưới đất lên, hình dáng cổ kính trang nghiêm, không ngờ lại được đúc bằng đồng xanh. Xung quanh thân tháp khắc họa Phạn Văn Phật ấn huyền ảo, còn được mô tả vô số điển cố Phật môn, đây là trí bảo của Tu Bồ Đề Thiền viện, Phù Đồ Tháp. Tiếp theo đó, bên trên Phù Đồ Tháp, một đóa hoa khổng lồ mà kỳ quái đang từ từ nở rộ. Đóa hoa lớn kỳ dị kia cao chừng mấy trượng, thậm chí chỉ lá hoa cũng cao hơn một người, chính giữa là đóa hoa trắng như tuyết mỹ lệ, tỏa ra khí tức thành khiết. Vốn dĩ đóa hoa kia mới nở được một nửa, nhưng khi hòa thượng bất không truyền sinh cơ của bản thân vào, đóa hoa lập tức nở rộ một luồng phật quang lóng lánh nhanh chóng bùng lên lực lượng cường đại lan tỏa phật quang vàng rực thậm chí khiến toàn bộ tu bồ đề thiền viện không có bất cứ lực lượng nào khác trong truyền thuyết phật tổ nhặt hoa mỉm cười đóa hoa mà người nhặt chính là đóa hoa yêu đàm bà la này sở hưu nhíu mày nội tình của tu bồ đề thiền viện còn thâm hậu hơn cả đại quang minh tự thậm chí còn có bảo vật trong truyền thuyết này nhưng phản ứng đầu tiên khi sở hưu thấy ưu đàm bà la không phải nó khó đối phó thế nào mà là có thể dùng nó để luyện chế một viên trí tôn thần đan nữa không cùng lúc đó rama tay niết ấn quyết chỉ trong chớp mắt tất cả trận pháp trong tu bồ đề thiền viện bắt đầu sao động trong phật quang quanh người hắn không ngờ tỏa ra một luồng khí huyết phía sau đầu ánh sáng vàng kim trói mắt bùng lên thậm chí đã thiêu đốt nguyên thần những võ giả quan chiến ai nấy biến sắc tu bồ đề thiền viện đã liều mạng thật rồi không ngờ vừa bắt đầu rama đã thiêu đốt cả tinh huyết lẫn nguyên thần thậm chí không buồn thăm dò hiển nhiên hắn không định lưu lại đường lui cho bản thân hơn nữa ngay lúc rama tay niết ấn quyết trong tu bồ đề thiền viện một quầng sáng cực lớn cũng theo đó hiện ra đó là một gốc bồ đề như thông thiên triệt địa phía sau mang theo trái cây bảy màu sặc sỡ lóng lánh như lưu ly bảo thạch so với phù đồ tháp và yêu đàm bà la gốc tu bồ đề bảo thụ này càng nổi tiếng dù sao cái tên tu bồ đề thiền viện cũng bắt nguồn từ nó nghe nói bảo thụ của tu bồ đề thiền viện có thể khiến đệ tử phật tông ngộ đạo ngay dưới tán cây tăng thêm phật vận giúp họ nhanh chóng lĩnh ngộ những chân lý của phật môn ngay trước người của đại quang minh tự tới tu bồ đề thiền viện giảng thiền luận đạo cũng phải trả giá rất lớn mới có thể ngồi dưới gốc tu bồ đề bảo thụ một ngày nhưng trên giang hồ này chưa ai từng nghe nói tu bồ đề bảo thụ còn có thể điều động lực lượng bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng thứ này chỉ để tu luyện khoảnh khắc này thậm chí ánh mắt người của các tông môn khác còn lóe lên vẻ hy vọng tu bồ đề thiền viện có thể bộc phát lực lượng cường đại như vậy không khéo hôm nay sở hưu lại thất bại tan tác quay về nhìn ưu đàm bà la phật quang ngập trời và tu bồ đề bảo thụ hùng vĩ vô song sở hưu lắc đầu nói vì đối phó ta mà vận dụng toàn bộ lá bài tẩy của tu bồ đề thiền viện các ngươi đúng là khổ công nhưng đáng tiếc vẫn vô dụng thôi sau khi sở hưu dứt lời y vẫy tay một cái tất cả các võ giả trực thuộc côn luân ma giáo chuẩn bị ra tay đứng vào các phương vị hình thành một trận thế thấy cảnh này những võ giả thế hệ trước như lão tổ danh gia đều biến sắc chiến trận là chiến trận của côn luân ma giáo dùng vật thì có thể bày trận Dùng người đương nhiên cũng có thể bày trận, nhưng cần rất nhiều võ giả, hơn nữa còn phải luyện tập rất nhiều lần. Thao luyện chiến trận tốn thời gian rất dài, cho nên dẫu là các đại phái đỉnh phong có đủ người cũng không muốn làm như vậy, được không bù nổi mất. Cho nên chỉ có những đại quốc như Đông Tề và Bắc Yên mới bố trí một số chiến trận đơn giản để chém giết trên chiến trường. Còn bây giờ đám người dưới trướng Sở Hưu lại bày ra chiến trận, uy thế cực kỳ cường đại, tuyệt đối không phải vật phàm, hơn nữa chỉ cần nhìn phối hợp giữa các võ giả là thấy chắc chắn bọn họ đã tu luyện nhiều lần. Sự thật cũng không khác nhiều so với suy đoán của lão tổ danh gia. Trong một năm sở hưu không có mặt, cô Luân Ma Giáo Phong Sơn, mọi người ngoài tu luyện ra là bố trí chiến trận diễn luyện một phen. Còn khởi nguồn của chiến trận chính là truyền thừa của thiên khốc Ma Tôn được viên cát đại sư khôi phục, đưa cho người khác tu luyện. Lúc trước ngụy Thư Nhai bảo các đệ tử cô Luân Ma Giáo tu luyện chiến trận này, thật ra chỉ là để ổn định lòng người, sợ bọn họ nhàn rỗi quá mức, gây ra chuyện gì, không ngờ hôm nay lại có chỗ dùng. Sở hưu, Ngụy Thư Nhai và Thương Thiên Lương đứng ra, chỉ cần uy thế của ba người bọn họ cũng đủ hủy diệt 9 phần 10 tông môn trên giang hồ. Rama giao cho ta, Thương Thành Chủ và Ngụy Lão, các ngươi nghĩ cách phá vỡ đóa yêu đàm bà la kia. Đóa hoa kia luôn khiến ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sau khi nói với hai người xong, Sở Hưu lại quay sang nói với Hắc Kiệt và Lục Phi, thấy lão hòa thượng kia không, hai người các ngươi đối phó hắn. Không cần liều mạng quá, 9 phần 10 sinh cơ của lão hòa thượng kia đã bị hiến tế, các ngươi chỉ cần ngăn cản hắn là được ngăn tới cuối cùng, cho dù các ngươi không giết được hắn, hắn cũng không sống nổi. Hắc Kiệt và Lục Phi đứng ra, đồng thời gật đầu. Mọi người ở đây nhìn Hắc Kiệt và Lục Phi đứng sau lưng Sở Hưu, ai cũng sửng sốt. Sở Hưu tìm đâu ra hai người này vậy? Nhìn tướng mạo thì khá giống man tộc, nhưng chỉ giống màu da, những điểm khác không giống. Hơn nữa cứ xem khí tức trên người bọn họ, ai cũng có thể cảm giác được bọn họ rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh tới mức nào thì không ai biết. Nhưng cứ nhìn vị trí họ đứng là biết, chắc chắn thực lực của bọn họ không yếu, ít nhất cũng mạnh hơn đám người trừ vô kỵ, vì bọn họ đứng ngay sau lưng Sở Hưu, đánh. Sau khi Sở Hưu hét lớn, pha trận tử trong tay y chém xuống, đao khí sắc bén cực hạn chém về phía Rama, những nơi lưỡi đao đi qua, toàn bộ thế giới như bị cắt thành hai nửa. Ngụy Thư Nhai và Thương Thiên Lương đồng thời xuất thủ tấn công đóa ưu đàm Bà La, có thứ này bảo hộ, trong phạm vi của Tu Bồ Đề Thiền Viện, ngoài lực lượng cơ thể đơn thuần nhất, tất cả các lực lượng dị thường khác đều bị bài xích tới mức không còn tồn tại không phá hủy nó thì sở hưu muốn tấn công tu bồ đề thiền viện đã khó lại càng khó cho dù cuối cùng thành công cũng sẽ tổn thất nặng nề ngụy thư nhai và thương thiên lương đều là người có võ đạo mạnh mẽ hùng hồn hai người liên thủ dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy yêu đàm bà la nhưng hòa thượng bất không hao phí tới 9 phần 10 sinh cơ mới làm cho đóa yêu đàm bà la nở rộ làm sao lại để hai người thành công dễ dàng như vậy được hắn tụng niệm phật hiệu phạn văn hiển hiện quanh người hóa thành từng phật ấn đánh về phía cả hai nhưng một khắc sau hắc kiệt gầm lên cầm một thanh chiến trì khổng lồ trực tiếp đập nát phật ấn kia. Lục Phi theo sát phía sau, miệng lẩm bẩm một đoạn chú văn kỳ dị, một lớp sương mù bỏ qua bất cứ phòng ngự cương khí nào, rơi vào người hòa thượng bất không thôn tính sinh cơ của hắn. Ngay lúc hai người ra tay, tất cả mọi người đồng thời biến sắc. Sau khi sở hưu hủy diệt đại quang minh tự, tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã thấy được lá bài tẩy của sở hưu. Kết quả bây giờ sở hưu lại đột nhiên lôi từ đâu ra hai kẻ không rõ lai lịch. Chuyện này khiến mọi người ở đây cực kỳ kinh hãi. Hắc Kiệt và Lục Phi không phải võ giả, cho nên lúc này cho dù bọn họ ra tay, mọi người cũng không thấy được cảnh giới của bọn họ. Nhưng không thấy cảnh giới, nhưng có thể thấy thực lực. Lực lượng cơ thể của Hắc Kiệt vô cùng cường đại, ít nhất ở đây không ai dám nói chắc chắn mình có thể thắng được Hắc Kiệt về mặt lực lượng cơ thể. Còn có Lục Phi, phương thức tấn công của cô cực kỳ quỷ dị, khiến người ta không thể hiểu nổi, nhưng tương tự như chú thuật các thứ. Điều khủng khiếp nhất là chú thuật của cô có thể bỏ qua phòng ngự cỡ bất không hòa thượng bỏ qua bất cứ nội lực cương khí thậm chí là tinh thần lực trực tiếp tước đoạt sinh cơ của con người thứ này quá khó phòng bị quá mức kinh khủng một thì cơ thể sánh ngang với cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền một thì có chú pháp gây nguy hiểm tới cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền hai người liên thủ quỷ dị tới mức không ai ở đây dám nói là mình thắng được có trời mới biết rốt cuộc sở hưu lôi đâu ra hai người với thực lực mạnh như vậy vì sao trước đây bọn họ chưa từng nghe nói vừa rồi tu bồ đề thiền viện sử dụng lá bài tẩy liều mạng lấy ra tu bồ đề bảo thụ và yêu đàm bà la bọn họ còn tưởng chính cuộc sẽ nghiêng sang một bên không ngờ sở hưu lại lật tay đảo ngược tình thế mà lúc này bên phía sở hưu và rama cũng bắt đầu giao thủ hai người kia vừa ra tay là uy thế như thiên băng địa liệt có thể nói ngay từ đầu hai người đã liều mạng sau khi thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần thực lực của rama đã bộc phát lên tới đỉnh phong ngoài ra còn có tu bồ đề bảo thụ tăng cường và lực lượng của ưu đàm bà la kiềm chế ma khí dị chủng của sở hưu khiến cho lúc này về mặt lực lượng và nội tình rama đã hoàn toàn vượt qua sở hưu khi nhát đao của sở hưu chém tới rama chắp tay trước ngực hư ảnh tu bồ đề bảo thụ lắc lư phật quang màu vàng truyền vào trong tay rama uy lực cường đại ầm ầm bộc phát trực tiếp tịch diệt lực lượng từ đao thế của sở hưu cảm nhận được lực lượng cường đại này sắc mặt sở hưu hơi đổi trong số cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền ở hạ giới có thể nói tuổi tác của rama là nhỏ nhất nhưng thực lực của hắn không phải là yếu nhất thậm chí là một trong những người mạnh nhất còn bây giờ Rama vừa ra tay đã trực tiếp liều mạng, lực lượng đó khiến Sở Hưu cũng phải kinh hãi. Một đao dung hợp cả Hồng Trần Phiêu miểu trảm và đao ý phá tự quyết mà mà không thể làm gì được đối phương, có thể thấy lúc này lực lượng và nội tình của Rama cường đại tới mức nào. Quanh người Sở Hưu, ngọn lửa diệt thế bắt đầu cháy rực lên, men theo thân đao, đốt tới người Rama. Nhưng ngọn lửa diệt thế đi được nửa đường, chạm phải Phật quang của Ưu Đàm Bà La, tuy không lập tức dập tắt nhưng lại giằng co ở đó, không cách nào tiến thêm một bước. Sở Hưu cao mày, lực lượng của cái thứ quỷ quái này lại bá đạo đến vậy à? Ngay cả ngọn lửa diệt thế cũng không thể áp chế nó. Còn lúc này tình cảnh của mọi người côn luân ma giáo ở bên dưới cũng không mấy lạc quan. Tu bồ đề thiền viện nhân số không nhiều, tăng nhân lớn lớn nhỏ nhỏ cộng vào không tới ngàn người, còn không bằng một phần mười của côn luân ma giáo. Nhưng có Phật quang của yêu đàm bà la, mọi người dưới trướng sở hưu có làm thế nào cũng không thể đánh vào trong tu bồ đề thiền viện. Chỉ có số ít như Lục Giang Hà hay Lã Phụng Tiên là có thể giết vào, nhưng đáng tiếc chưa bao lâu sau đã bị đánh bật ra. Không đợi sở hưu nghĩ ra biện pháp, bên phía Rama đã tụng niệm Phật hiệu, trái cây óng ánh trên tu bồ đề bảo thụ tỏa ra Phật quang rực rỡ, rơi xuống tay, chớp mắt đã hóa thành một thanh thiền trượng hoàn toàn do Phật quang vàng rực ngưng tụ lại. Theo thiền trượng đập xuống, quanh người sở hưu đều bị Phật quang rực rỡ phong tỏa. Không ngờ lực lượng của tu bồ đề thiền viện và yêu đàm bà la có thể liên kết lại, khiến xung quanh sở hưu bị Phật quang bao phủ triệt để, ngay cả phá trận tử cũng không thể chém ra nói chính xác hơn phá trận tử có thể chém đứt nhưng chỉ chớp mắt sau phật quang đã lại lấp đầy thiền trượng từ trên không đập xuống sau lưng sở hưu hiện lên pháp tướng đại nhật như lai tay nết vô xác định đại thủ ấn nguyên đón nhưng lập tức bị đánh tan trong trạng thái này lực lượng và nội tình của rama cường đại tới kinh người e là dạ thiều nam pipico tới đây hắn cũng có thể đánh ngang tay Phá trận tử dơ ngang trước người xung quanh sở hưu lập tức bộc phát ra đại lượng ngọn lửa diệt thế màu vàng bạc lực lượng của ưu đàm bà la có thể bài xích mọi loại lực lượng dị chủng nhưng không cách nào ngăn cấm lực lượng cơ thể thuần túy nhưng chỉ dùng lực lượng cơ thể để chống cự sở hưu lập tức bị thiền trượng của rama đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn thấy sở hưu chật vật leo từ trong hố ra những võ giả âm thầm quan chiến không ai chế nhạo sở hưu ngược lại trong lòng ai nấy đều trầm xuống vì sở hưu cường đại vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ tuy đòn vừa rồi là sở hưu chịu thiệt nhưng y đối mặt với ai đối mặt với thần tăng rama còn là thần tăng Rama đã thiêu đốt khí huyết nguyên thần, có lực lượng của tu Bồ Đề bảo thụ tăng cường, mà Sở Hưu còn bị lực lượng của ưu đàm Bà La áp chế. Quan trọng nhất là tới giờ Sở Hưu vẫn là cảnh giới chân hỏa luyện thần đỉnh phong, y còn chưa đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền. Sở Hưu trong trạng thái như vậy, nếu bình thường thì phải là y bị Rama ra tay đập chết, kết quả tuy y khá chật vật, nhưng vẫn như không việc gì bò dậy đánh tiếp, thế mới là khủng khiếp. Rama nhíu mày, gương mặt đa số thời điểm luôn giữ vẻ không biểu cảm lúc này lại lộ vẻ lo lắng. Không phải hắn vội vàng muốn thắng, mà là thực lực của sở hưu vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Thiêu đốt khí huyết lại thêm thiêu đốt nguyên thần, hắn cũng không cố được bao lâu. Nếu trận chiến này không thể giết chết sở hưu, vậy sớm muộn gì tu bồ đề thiền viện cũng phải trải qua đại kiếp nạn lần nữa. Rama thở dài một tiếng, hai tay hắn chấp lại trước ngực, tụng niệm Phật hiệu, Phật quang rực rỡ bay ra từ tu bồ đề bảo thụ, mỗi điểm Phật quang đều hóa thành một Phật đà. Cảm nhận được lực lượng đó, sở hưu đột nhiên biến sắc quanh người y ma khí tinh thuần lượn lờ ấn quyết kết thành trời khóc đổ mưa máu đột nhiên hàng lâm khí tức cường đại xé rách hư không cho dù là lực lượng của ưu đàm bà la thì trong thời gian ngắn cũng không thể phong tỏa đại bi chú xé rách không gian hư ảnh ma thần nhô nửa người ra muốn xé rách phật quang nhưng một khắc sau trong phật quang vô tận từng pháp tướng phật đà ngưng tụ thành chớp mắt đã che phủ toàn bộ bầu trời đồng thời niệm phật hiệu chỉ trong chớp mắt tiếng phật âm phạn sướng đã vang vọng đất trời vạn phật triều tông không gian bị ma khí xé rách lập tức sụp đổ hư ảnh ma thần kêu rên một tiếng rồi vỡ vụn đây là lần đầu tiên đại bi chú bị người ta trực tiếp chấn áp khi giao chiến chính diện có thể thấy lực lượng của đối phương cường đại tới mức nào nhưng như vậy còn chưa hết phật quang vô tận hóa thành lực lượng chấn động cường đại trực tiếp ép sở hưu xuống dưới đất nội lực chân hỏa và ngọn lửa diệt thế không ngừng bộc phát nhưng vẫn không cách nào ngăn cản luồng sức mạnh cường đại này trực tiếp ép sở hưu xuống lòng đất chớp mắt đã không còn hơi thở mọi người lập tức sửng sốt Sở Hưu chết rồi. Tuy chiêu vạn Phật Triều Tông của Rama vừa rồi có uy lực cực kỳ khủng khiếp, thậm chí khiến ai nấy kinh hãi không thôi. Nhưng chắc Sở Hưu không chết dễ dàng như vậy mới đúng. Một khắc sau, Rama đột nhiên quay người, chắp tay hành lễ, phá trận tử từ trong hư không hiện lên nhưng bị hắn trực tiếp nắm trong tay. Tiếp theo đó là Sở Hưu mặt mũi tái nhợt. Rama lạnh nhạt nói: Ảo thuật rất cường đại, ngay cả ta lúc đầu cũng không nhìn ra manh mối. Bắc Phật Tông luyện thể, Nam Phật Tông tu pháp ngươi tưởng ta chỉ biết thuật pháp cường đại của phật tông nên trả giá cực lớn thi triển ảo thuật đính chém giết cận chiến à nhưng đáng tiếc ngươi sai rồi thật ra giới phật tông không phân chia quá rõ ràng bắc phật tông luyện thể nam phật tông tu pháp đây không phải lời mà tu bồ đề thiền viện và đại quang minh tự chính miệng nói ra sở hưu lập tức biến sắc quanh người rama tỏa ra ánh kim lực lượng cường đại truyền lại từ thân nào sở hưu trực tiếp bị quật bay cùng lúc đó rama tay nắm thành quyền ầm ầm đánh xuống kim cương hàng ma ấn kim cương nổi giận chu tà chấn ma sở hưu như ngọn núi lớn bị đập trúng thân hình lại bị đánh xuống lòng đất tạo thành một cái hố khổng lồ lực lượng của bất diệt ma đan chữa trị thương thể của sở hưu nhưng vẫn khiến y không nhịn được một dòng máu tươi chảy ra đã rất lâu rồi không ai có thể khiến y chật vật như vậy tuy trong mắt sở hưu vẫn bừng bừng chiến ý nhưng y còn chưa mất lý trí tới mức sử dụng huyết ma biến thiên đại pháp liều mạng trận chiến này bên phía tu bồ đề thiền viện liều mạng là rất bình thường nhưng giờ chưa tới phiên y liều mạng. Xung quanh còn có không ít kẻ đang nhìn chằm chằm vào, trừ phi giải quyết tu bồ đề thiền viện một cách triệt để, nếu không y buộc phải giữ lại một phần thực lực, tuyệt đối không thể liều mạng. Sở hưu hét lớn về phía thương thiên lương và ngụy thư nhai, còn bao lâu nữa mới phá được đóa yêu đàm bà la kia. Hiện giờ tình hình đã rơi vào rằng co, Rama thiêu đốt tinh huyết và được lực lượng của tu bồ đề bảo thụ tăng cường, đã có thực lực cường đại tới mức hoàn toàn áp đảo sở hưu. Không liều mạng thì y không thể nào đánh lại Rama, chỉ có thể liên tục bị đánh bay. Còn bên phía bất không hòa thượng, dù sao hắn cũng là võ giả 500 năm trước từng đọ sức với côn luân ma giáo, chiến lực cũng cực kỳ phi phạm. Hắn chỉ hiến tế sinh cơ của bản thân chứ không phải sức chiến đấu, cho dù hắc kiệt liên thủ với lục phi, có thể khiến hắn hao tổn tới mức bại trận, nhưng tạm thời không cách nào đánh bại. Cho nên điểm mấu chốt nhất hiện giờ là đóa hoa yêu đàm bà la. Chỉ cần phá hủy nó, sở hưu có thể vận dụng toàn bộ thủ đoạn của mình, đánh một trận toàn thắng. Thương Thiên Lương vẻ mặt buồn bực nói, "Dục cái gì mà dục, cái thứ này cực kỳ quái dị, càng đến gần thì lực lượng dị chủng lại càng bị áp chế nghiêm trọng, chỉ dùng nắm đấm thì bao giờ mới phá được đây." Đúng lúc này, Lã Phụng Tiên đang giao đấu với một tăng nhân ở bên dưới đột nhiên rời khỏi trận chiến, đứng ra trầm giọng nói, "Để ta." Trận chiến với tu Bồ Đề Thiền viện này, có tư cách tùng hoành trên đỉnh cao của chiến trường, chỉ có cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Những người như Lã Phụng Tiên Tuy thực lực cũng rất mạnh nhưng chỉ có thể tới chém giết với những kẻ khác. Lúc này Lã Phụng Tiên đột nhiên đứng ra, nhưng không ai dám cười nhạo hay nghi ngờ. Thậm chí Thương Thiên Lương và Ngụy Thư Nhai cũng vô thức tránh đường. Không phải vì điều gì khác mà vì bọn họ tin tưởng Lã Phụng Tiên. Khác với những người còn lại trong Côn Luân Ma Giáo, phải nói rõ mắt nhìn toàn bộ Côn Luân Ma Giáo thì chỉ có một mình Lã Phụng Tiên đơn thuần coi Sở Hưu là bạn tốt của mình, cho nên mới ở lại Côn Luân Ma Giáo giúp Sở Hưu. Nếu không có điều này, đừng nói là Côn Luân Ma Giáo cho dù thiên môn mời lã phụng tiên tới làm thần tướng hắn cũng không đi hơn nữa mọi người tiếp xúc với lã phụng tiên một thời gian dài tất cả đều có chung ấn tượng đối với lã phụng tiên đó là chân thành đây là một người mà chỉ cần ngươi đối xử chân thành với hắn hắn cũng sẽ đối xử chân thành với ngươi cho dù là loại người như lục giang hà nhìn cái gì cũng muốn nói mỉa vài câu khi đối mặt với lã phụng tiên cũng không tìm được chỗ xấu nào mà nói chính vì vậy lã phụng tiên sẽ không khoác lác cũng không cậy sức hắn đã nói mình làm được vậy chắc chắn hắn có cách phá vỡ ưu đàm bà la ưu đàm bà la ở bên trên phù đồ tháp còn phù đồ tháp lại ở chính giữa đại quang minh tự trước đó hai người ngụy thư nhai và thương thiên lương liên thủ cũng mới đi được về phía trước không tới một phần năm khoảng cách lã phụng tiên hai tay nắm chặt phương thiên họa kích vô song của mình trong khoảnh khắc này khí huyết toàn thân lã phụng tiên đều đang sôi trào như bừng cháy từng làn xương đỏ như máu lượn lờ quanh người lã phụng tiên khiến cho không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo mặt đất dưới chân bắt đầu khô cạn nứt này thật ra đây không phải thiêu đốt tinh huyết mà đẩy lực lượng khí huyết sôi trào nóng rực tới cực hạn hình thành một loại khí tức cực nóng thậm chí nóng tới mức không khí xung quanh cũng vặn vẹo yêu đàm bà la có thể ngăn cấm bất cứ lực lượng thuộc tính dị chủng nào nhưng không cách nào ngăn cản lực lượng cơ thể thuần túy khi lã phụng tiên chưa nhận được cửu tiêu luyện ma kim thân hắn đã nổi tiếng với thần lực trời sinh còn lúc này hắn bộc phát lực lượng cơ thể thậm chí còn cường đại hơn sở hưu đã luyện thành chân hỏa luyện thân thậm chí cường đại tới mức cơ thể của chính hắn cũng không gánh vác nổi lực lượng này da thịt của lão phụng tiên để lộ ra ngoài bắt đầu giãn nứt khí tức đỏ thẫm bùng lên khiến đôi mắt hắn cũng biến thành màu đỏ thẫm một màu đỏ thẫm điên cuồng nhưng hắn lại kiềm nén cảm xúc điên cuồng này phương thiên họa kích trong tay mang theo lực lượng cường đại xẻ núi ngăn sông trực tiếp đánh về phía ưu đàm bà la đám người thủy vô tướng đang chém giết trong chiến trường thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc là vô song chúa công đã lĩnh ngộ tới chiêu này rồi cơ à chắc người đã tiêu hóa hoàn toàn ấn ký mà lão chúa công lưu lại phương thiên họa kích của lão ôn hầu tên là vô song chiêu này cũng tên là vô song vì lực lượng mà nó bộc phát ra thiên hạ vô song Viêm xích tiêu vốn có tính cách thu kịch lại lắc đầu nói chắc là đã lĩnh ngộ từ lâu rồi lão chúa công đã ra đi triệt để chúa công lại khác các ngươi có nhớ lão chúa công sử dụng vô song lúc nào không là lúc người bị ép tới nước đường cùng vô song của lão chúa công chỉ sử dụng vì mình chúa công đã lĩnh ngộ vô song từ lâu nhưng xưa nay người chưa bao giờ sử dụng vì chính mình mà lại dùng vì sở hữu đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa lão chúa công và chúa công dù sao, Chúa Công và Lão Chúa Công vẫn là hai người khác biệt. Sau khi viêm xích tiêu nói xong, ba người khác cũng thở dài một tiếng như đã hiểu thấu điều gì, buông lòng. Thật ra lúc ban đầu, ba người bọn họ nhận Lã Phụng Tiên làm chủ chỉ là vì ấn ký nguyên thần và truyền thừa của Lã Ôn Hầu đều trên người Lã Phụng Tiên. Nói đơn giản hơn thì bọn họ coi Lã Phụng Tiên là vật thay thế của Lã Ôn Hầu. Nhưng ở bên cạnh Lã Phụng Tiên một thời gian dài, bọn họ cũng bị nhân cách mị lực của Lã Phụng Tiên cảm hóa, dần dần nhận thức được một vấn đề lã phụng tiên là lã phụng tiên xưa nay chưa bao giờ là lã ôn hầu trước không hiện tại càng không đương nhiên đối với bọn họ thì điều này cũng không quan trọng quan trọng là cho dù bọn họ hiểu được điều này bọn họ vẫn nguyện ý tôn lã phụng tiên làm chủ tiếp tục gọi hắn là chúa công còn lúc này thấy lã phụng tiên bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy những võ giả khác trong tu bồ đề thiền viện lập tức biến sắc định tới ngăn cản nhưng lại bị thương thiên lương và ngụy thư nhai liên thủ ngăn chặn không cho bọn họ tới gần lã phụng tiên một bước phương thiên họa kích đập xuống như núi lở những nơi nó quét qua lập tức phát ra một tiếng nổ chói tai đó là tiếng nổ cường đại do thiên địa nguyên khí bị phá tan thành hạt nhỏ mà mắt thường không thể thấy được chỉ lực lượng cơ thể đơn thuần nhất mà có thể đạt tới trình độ này thậm chí trong số cường giả cảnh giới chân hỏa luyện thần cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay còn lúc này trên một gốc cây lớn phía xa trần thanh đế đứng trên cao chứng kiến cảnh tượng này tin tức về trận chiến này đã được đồn đại từ lâu đương nhiên trần thanh đế cũng biết nhưng khác với những người xem còn lại mang đủ thứ tâm tư, Trần Thanh Đế chỉ đơn thuần là tới xem trò hay. Sau khi thấy đòn thế này của Lã Phụng Tiên, một bàn tay của Trần Thanh Đế đập ra, tát cho tạ tiểu lâu đứng bên cạnh hắn thiếu chút nữa ngã lan xuống. Sư phụ, người đánh ta làm gì, tạ tiểu lâu sắc mặt uất ức. Trần Thanh Đế lạnh nhạt nói, không có gì, chỉ thấy tiếc vì lúc trước tiểu tử Lã Phụng Tiên kia không gia nhập thiên hạ minh của ta thôi. Người trong giang hồ đều cảm thấy sở hưu cực kỳ bắt mắt, đương nhiên đây không phải cảm giác mà là sự thật nhưng chỉ mình trần thanh đế bất đồng tuy hắn cũng tán thưởng sở hưu nhưng hắn càng tán thưởng lã phụng tiên tán thưởng thực lực đối phương cũng tán thưởng nhân phẩm của đối phương lần đầu tiên gặp sở hưu trần thanh đế đã cảm giác thấy sở hưu không phải loại người chịu khuất phục bên dưới kẻ khác chiêu mộ y vào tông môn thật ra chỉ là chuốc thêm phiền toái vào người còn lã phụng tiên trọng tình trọng nghĩa đối xử với mọi người chân thành người như vậy trên giang hồ hoặc là chết gần hết hoặc tính cách dần dần vặn vẹo trong hồng trần vần đục này không mấy ai giữ được tâm cảnh nguyên vẹn như lúc đầu. Đáng tiếc, hữu duyên vô phận, lúc trước Lã Phụng Tiên còn chưa thành danh mà Trần Thanh Đế đã mời chào, đối phương còn cự tuyệt, nói chi hiện tại. Còn lúc này tạ tiểu lâu như muốn khóc, hắn hỏi với giọng đầy nghi hoặc, ngài tiếc Lã Huynh thì đánh ta làm gì? Trần Thanh Đế lườm tạ tiểu lâu một cái, sao nào, sư phụ muốn đánh ngươi không được à? Ngươi nhìn người ta rồi nhìn lại mình đi, hảo hữu năm xưa của ngươi, hai người cùng đứng trên long hổ bảng với ngươi một thì uy danh sắp vang khắp giang hồ một thì xuất sắc tới mức khiến cả thiên hạ kinh ngạc giờ nhìn lại ngươi xem chẳng lẽ không đáng đánh nghe trần thanh đế nói vậy tạ tiểu lâu không dám nói thêm một câu đem mình ra so sánh với hai tên yêu nghiệt kia á rõ là mất mặt so thế nào được mà so hắn bỏ luôn ý định phản bác ngài đánh đi cứ đánh thoải mái chỉ cần ta giữ được một hơi thôi đừng để thiên hạ minh mất hẳn truyền thừa là được trần thanh đế hừ lạnh một tiếng ngược lại không tiếp tục ra tay mà quay sang quan sát tình hình chiến đấu. Đòn vừa rồi của Lã Phụng Tiên chỉ đơn giản là lực lượng cực hạn, Phật quang tầng tầng lớp lớp chắn trước người hắn, nhưng lại không ngăn cản nổi lực lượng của đòn thế kia. Phương Thiên Họa kích bị lực lượng đơn thuần thiêu đốt tới đỏ rực, khoảnh khắc đó tất cả mọi người cảm thấy đất rung núi chuyển, bên trên phù đồ tháp hiện lên một vết nứt, mặt đất xung quanh cũng liên tục vỡ vụn, một cánh ưu đàm bà la bị đòn thế này của Lã Phụng Tiên đánh cho nát bấy. Tuy đó ưu đàm bà la kia chỉ vỡ mất một cánh, nhưng lực lượng trong đóa hoa lại như tiêu tan bằng hết. Đóa hoa nhanh chóng khô héo khép kín, lực lượng bao phủ trên tu bồ đề thiền viện cũng chậm rãi co lại. Sau khi đánh ra đòn này, lã phụng tiên quỳ sụp một gối xuống đất, thở hổn hển từng hơi một, trên làn da hiện lên từng vệt máu, dì cả máu tươi ra bên ngoài. Hiển nhiên đòn vừa rồi cũng khiến hắn tiêu hao rất lớn. Đám người thủy vô tướng thấy vậy lập tức vây quanh người hắn, cảnh giác nhìn bốn phía. Bọn họ đã quá lo lắng, không có lực lượng của ưu đàm bà la trợ giúp, bên phía tu bồ đề thiền viện lập tức rơi xuống hạ phong bị kẻ địch đông hơn gấp 10 vây công thương thiên lương và ngụy thư nhai thấy vậy lập tức tấn công sang hai bên phía hắc kiệt cùng tới vây công bất không hòa thượng còn thương thiên lương thì cùng sở hưu tấn công rama thương thiên lương đấm ra một quyền lực lượng khô vinh bộc phát đong đưa quỷ dị trên quyền phong của hắn nhưng rama chỉ kết phật ấn như phật đà nhặt hoa cười chỉ trong chớp mắt một trái cây màu xanh trên tu bồ đề bảo thụ lóe sáng dung nhập vào phật ấn trực tiếp đánh bay thương thiên lương khiến hắn đập xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Thương Thiên Lương nhe răng trợn mắt bò dậy, bây giờ hắn mới hiểu cảm thụ của Sở Hưu lúc vừa rồi. Hòa thượng này liều mạng phát huy ra lực lượng tới mức này, đúng là khó mà ngăn cản, thậm chí hắn còn không chịu đòn tốt bằng Sở Hưu. Sở Hưu trầm giọng nói, "Thương thành chủ, đừng vội liều mạng, không đấu nổi Rama trong trạng thái này đâu." Hắn thiêu đốt khí huyết và nguyên thần, nhận được lực lượng cường đại nhưng chỉ có giới hạn. Cho dù hắn vẫn còn trẻ tuổi, khỏe mạnh cường tráng, khí huyết đang ở đỉnh phong, nhưng liệu sẽ thiêu đốt được bao lâu? Cứ kéo dài thời gian thì cuối cùng người không cố nổi chính là hắn. Thương Thiên Lương hừ lạnh một tiếng nói, sao không nói sớm? Ngươi không tự trải nghiệm, làm sao biết lực lượng này cường đại tới mức nào? Lúc này bên phía Rama, vốn dĩ sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh nhưng lúc này đã bắt đầu lo lắng. Biến số, tất cả đều là biến số. Bọn họ không tính tới Hắc Kiệt và Lục Phi, cho nên trong kế hoạch ban đầu, bọn họ còn nghĩ rằng lá bài tẩy của mình đủ để đánh cược với Sở Hưu bọn họ cũng không tính tới thực lực của lã phụng tiên lại cường đại tới mức này dùng cảnh giới chân hỏa luyện thân mà bộc phát ra lực lượng cơ thể còn khủng khiếp hơn cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền phá vỡ ưu đàm bà la khiến cho đóa ưu đàm bà la vừa nở rộ đã bắt đầu khép lại những biến số này khiến cho hiện tại tu bồ đề thiền viện đã lâm vào nguy cơ còn không nghĩ cách e là tu bồ đề thiền viện bọn họ sẽ phải tiếp bước đại quang minh tự kiểm tra lại khí huyết và nguyên thần của bản thân đánh giá cực hạn của mình rama trầm giọng nói tiêu ma kha Mở Lục Đạo Phù Đồ Vãng Sinh Đại Trận, nửa khắc, ta chỉ cần thời gian nửa khắc thôi. ngay trước trận pháp phong ấn vô căn thánh hỏa của Cô Luân Ma giáo chính là Lục Đạo Phù Đồ Vãng Sinh Đại Trận. Nhưng trận pháp này không phải chỉ để phong ấn, mà còn có thể thủ hộ. Nhưng nghe Rama nói như vậy, Tiêu Ma Kha vừa mở trận pháp, một cảm giác bi ai lại dâng lên. Nếu Rama nói thời gian nửa khắc, tức là trong thời gian nửa khắc này Rama muốn bộc phát ra lực lượng cuối cùng của mình đánh cược một phen. Tuổi tác của Rama còn nhỏ hơn Tiêu Ma Kha nhưng lúc khi trong thâm tâm tiêu ma kha chỉ muốn chết chính rama đã cứu hắn hơn nữa còn cứu lại trái tim đã chết của hắn cho nên tình cảm của tiêu ma kha đối với rama rất đặc biệt không chỉ coi đối phương là phương trượng còn vừa là thầy vừa là bạn lúc này thấy rama liều mạng ở đây thật ra tiêu ma kha mới là người thấy đau lòng nhất lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận được triển khai trận pháp ở nơi này không phải trận pháp trên côn luân ma giáo 500 năm không có người điều khiển mà là đại trận trong trạng thái đỉnh phong không dễ gì công phá Nhân khoảnh khắc đại trận khởi động rama tay niết ấn quyết trong tu bồ đề thiền viện không ngờ hư ảnh tu bồ đề bảo thụ khổng lồ lại chậm rãi tới gần hắn tuy sở hưu và thương thiên lương không biết rama định làm gì nhưng bọn họ cũng có thể đoán được chắc hẳn rama đang định đặt cược lần cuối cho nên hai người lập tức xuất thủ định ngăn cản đối phương nhưng lúc này lực lượng của rama đã được hắn tăng cường tới cực hạn tiện tay vung lên là sở hưu và thương thiên lương đã bị đánh bay hư ảnh tu bồ đề bảo thụ khổng lồ dung nhập vào người rama chỉ trong chớp mắt khí thế quanh người Rama tăng lên tới cực hạn. Ánh sáng màu vàng bao phủ thân thể Rama như đắp thêm một lớp kim thân cho hắn. Rama chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, phạn văn vàng kim đầy trời phủ xuống. Khoảnh khắc này tất cả mọi người đều cho rằng mình đã thấy Phật Đà thật sự hàng lâm. Thương Thiên Lương cảm nhận được lực lượng này, không khỏi sợ hãi kêu lên, đây là lực lượng gì? Lực lượng Phật Pháp không thể đạt tới mức độ khủng khiếp thế này được. Sở hưu híp mắt nói, lực lượng gì à? đương nhiên là lực lượng chúng ta không thể đối phó được rồi. Nhưng sau 500 năm tu bồ đề thiền viện không vận dụng thứ này, thậm chí không có chút tin tức tình báo nào. Lục Giang Hà lại gần nói, vì 500 năm trước tu bồ đề thiền viện không có nhân tài như Rama. Ngươi tưởng bất cứ ai thiếu đốt tinh huyết và nguyên thần cũng có thể tùy ý sử dụng tu bồ đề bảo thụ à. Nhất định phải có Phật tâm trời sinh trong sáng thánh khiết mới được. Thế nhân đều biết Rama có thiên phú mạnh mẽ, tuổi còn trẻ đã tiếp nhận chức vị trưởng giáo của tu bồ đề thiền viện được dị tộc ở Nam Man Tôn làm thần tăng. Nhưng có ai biết, trình độ Phật Pháp của Rama cũng cực kỳ cao siêu. Ngay trước ba người hư từ hư vân hư tĩnh cùng tới luận thiền với Rama, nhưng không ai luận thắng được hắn. Lúc này gốc tu bồ đề bảo thụ khổng lồ hóa thành một trạc cây trong tay Rama, quét xuống dưới một cái. Trên chạc cây hiện lên trái cây lấp lánh ánh sáng tím, trực tiếp giam cầm không gian xung quanh sở hưu và thương thiên lương. Thương thiên lương xuất quyền đánh ra, phá trận tử trong tay sở hưu cũng chém ra liên hồi, nhưng không cách nào vượt qua ngăn cách không gian đó. Một khắc sau, tu bồ đề bảo thụ trong tay Rama lại đánh tới, trái cây màu vàng óng sáng lên, Phật quang vô tận bao phủ lấy hai người, áp chế đồng hóa lực lượng của cả hai. Khi tu bồ đề bảo thụ đánh ra lần thứ ba, lần này là trái cây màu đen sáng lên. Tựa như thái sơn đè xuống, nhưng không phải vận nặng ép xuống mà như không gian xung quanh sở hưu co lại. Chèn ép bọn họ, mặc cho sở hưu và thương thiên lương vùng vẫy cách nào cũng chỉ có thể tạm thời gì hoãn áp lực này. Ngụy Thư Nhai thấy vậy định chạy tới cứu viện, nhưng lúc này Bất Không Hòa Thượng vốn luôn bị áp đảo lại niệm Phật hiệu một tiếng, thiêu đốt chút sinh cơ còn sót lại, hóa thành từng vệt sáng kim quấn lấy Ngụy Thư Nhai, Hắc Kiệt và Lục Phi. Chí Nhu trí Cương, Kim Cương Triển Ti. Sở Hưu nhíu chặt lông mày, thật ra tu Bồ Đề bảo thụ này cùng loại với Vô Căn Thánh Hỏa cháy rực trên đỉnh Côn Luân Ma Giáo, là linh vật kỳ diệu trời sinh. Nhưng Côn Luân Ma Giáo chiếm cứ Vô Căn Thánh Hỏa không lâu, chỉ có thời kỳ đỉnh phong kéo dài vài chục năm mà thôi, cho nên còn chưa khai thác triệt để vô căn thánh hỏa nhưng tu bồ đề thiền viện nhận được tu bồ đề bảo thụ đã hơn vạn năm thời gian vạn năm này tuy bọn họ chưa sử dụng tu bồ đề bảo thụ được mấy lần nhưng đã nghiên cứu triệt để phương pháp sử dụng mỗi loại trái cây trên tu bồ đề bảo thụ đều đại diện cho một loại quy tắc cụ thể hóa nói đơn giản hơn thì lúc này thứ rama sử dụng không phải lực lượng của chính hắn mà là mượn tu bồ đề bảo thụ để thi triển thần thông mỗi trái cây đó tương đương với thần thông phiên bản đơn giản hóa tuy chỉ là phiên bản đơn giản hóa nhưng khi thi triển lại có uy lực cực kỳ cường đại. Thần thông phiên bản đơn giản hóa này chỉ thiếu biến hóa một chút, mỗi loại trái cây chỉ thi triển được một loại năng lực, nhưng về mặt lực lượng, nó không hề yếu hơn thần thông bình thường. Thấy không gian chèn ép càng ngày càng mãnh liệt, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ bị nghiền nát, Thương Thiên Lương hét lớn, còn không mau sử dụng chiêu kia, ta không muốn bị ép thành đống thịt nát cùng ngươi đâu. Sở Hưu nhíu mày, trong tình huống này sử dụng pháp thiên tượng địa thi triển thần thông đối phó với lực lượng của thần thông có thể tránh khỏi trói buộc nhưng sau đó thì sao trên tu bồ đề bảo thụ có khoảng hơn 10 trái cây như đá quý mỗi trái cây mang theo một loại lực lượng thần thông với lực lượng và nội tình hiện tại của sở hưu khi thi triển pháp thiên tượng địa y chỉ có thể đánh ra một đến hai chiêu nếu nhiều thêm sẽ tổn hại tới bản nguyên của y sở hưu trượt cắn răng nắm chặt lấy phá trận tử trong tay một luồng đao khí sắc bén quấn quanh người y thủ ấn huyền ảo được sở hưu nhanh chóng thi triển chỉ trong chớp mắt một áng mây đen ma khí lập tức bao phủ không gian xung quanh rama và sở hưu khoảnh khắc này toàn bộ không gian như bị chia cắt trong đó quy tắc thiên địa cũng đang biến đổi bên trong ma khí là một tình trạng bên ngoài ma khí lại là tình trạng khác thân sắc rama hơi biến đổi sau khi dung hợp với tu bồ đề bảo thụ linh giác của hắn cũng được tăng cường có thể cảm nhận được luồng khí tức cường đại này đó là một loại khí tức có thể so với lực lượng của tu bồ đề bảo thụ thậm chí còn mạnh hơn nhưng không đợi Rama phản ứng lại, mây đen ma khí tách rời, một vầng trăng sáng chiếu rọi. Nhưng nhìn kỹ lại, nào phải trăng sáng gì, rõ ràng là một luồng đao quang lóng lánh chiếu rọi bóng dáng Rama. Khoảnh khắc này, Rama chỉ cảm thấy nguy hiểm tới cực hạn, tu bồ đề bảo thụ trong tay hắn rung rung, khí tức cường đại cũng sao động. Nhưng không đợi hắn ra tay, đao quang lóng lánh như vầng trăng sáng trên không trung đã bắt đầu vỡ vụn. Thân hình Rama phản chiếu trong đao mang đó cũng theo đó vỡ vụn, răng rắc. Một tiếng vỡ nhỏ vang lên, tu bồ đề bảo thụ trong tay Rama bắt đầu vỡ vụn. Thân thể hắn cũng chi chít vết sạn, dần dần lan tới toàn thân, nhưng quỷ dị là không có một giọt máu tươi nào chảy ra. Gương mặt Rama không vui không buồn, hắn chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thốt lên hai chữ, thần thông. Trước đây tận mắt chứng kiến sở hưu bị đinh đầu thất tiễn ép cho không có lực hoàn thủ, Rama đã tìm hiểu rốt cuộc nhiều điển tịch thượng cổ, hiểu được cái gì là thần thông. Loại lực lượng này không cách nào phá giải, cũng như hiện tại, có cản cũng không được khi vết nứt lan tràn triệt để thân thể rama cũng bắt đầu vỡ vụn thương thiên lương trợn mắt há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng này lực lượng này vừa cường đại vừa quỷ dị hoàn toàn khác với thần thông mà sở hưu thi triển ở đại quang minh tự nhưng lại càng cường đại chiêu này cũng là thần thông thương thiên lương lên tiếng hỏi hắn chợt phát hiện thân thể sở hưu có vẻ bất ổn đang định tới đỡ thì nghe sở hưu nói đừng chạm vào ta thương thiên lương sửng sốt lúc này hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào dưới chân sở hưu đã có một vũng máu tươi đôi tay hắn để lộ ra ngoài đã chi chít vết đứt, máu chảy ròng ròng. Thương Thiên Lương đột nhiên hiểu ra, không tiếp tục đuổi giết kẻ khác mà bảo vệ bên cạnh Sở Hưu. Mây tan thấy trăng sáng, trời xanh rọi bóng người. Độc Cô Duy Ngã từng sử dụng thức thần thông này, cường đại còn mạnh hơn pháp thiên tượng địa của Sở Hưu, cho nên lực phản ngược cũng mạnh hơn tưởng tượng của y nhiều. Lúc này toàn bộ cơ thể Sở Hưu, trừ phần đầu ra thì hầu như nơi nào cũng có vết máu. Thương Thiên Lương mà động vào hắn, không khéo hắn sẽ lập tức ngã xuống đất, khiến người ta nhận ra sơ hở cho nên hắn mới bảo thương thiên lương đừng chạm vào hắn đứng yên tại chỗ dốc hết sức phát động lực lượng của bất diệt ma đan khôi phục nguyên khí đương nhiên lúc này đã không có ai chú ý tới chi tiết đó mọi người đều bị thức thần thông của sở hưu làm cho chấn động tới không nói được thành lời loại lực lượng đó tuyệt đối vượt qua cấp bậc của bọn họ nếu đổi lại bọn họ là rama kết quả cũng không hề thay đổi loại lực lượng này vượt ngoài hiểu biết của bọn họ vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ làm sao ngăn được vốn không cách nào ngăn được ngay lúc đám người ngụy thư nhai định thừa thế xông lên đánh hạ tu bồ đề thiền viện bất không hòa thượng đột nhiên quát khẽ một tiếng thân thể thiêu đốt kịch liệt chút sinh cơ cuối cùng chút nguyên thần khí huyết cuối cùng của hắn cũng đang thiêu đốt ngọn lửa nóng rực ép cả ba người nhất phải lùi lại chỉ trong chớp mắt bất không hòa thượng đã cháy rụi ba người ngụy thư nhai đều ngơ ngác bất không hòa thượng làm vậy là sao thấy rama bỏ mình tình thế thất bại của tu bồ đề thiền viện đã định cho nên chọn cách tự thiêu nhưng không đợi bọn họ phản ứng lại một viên xá lợi tử lấp lóe ánh vàng đột nhiên bay ra từ đống lửa lao thẳng về phía rama sắp hóa thành cho tàn lúc này rama chỉ còn phần đầu chưa tan thành cho xá lợi tử kia xuyên qua đầu rama không ngờ lại như là nó phá tan đầu rama nhưng cũng mang đi một vệt sáng vàng kim rơi vào tay tiêu ma kha biểu cảm trên mặt tiêu ma kha thay đổi vài lần hắn quát lên một tiếng chói tai rút lui lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận đột nhiên khuếch đại gấp hai lần vây khốn 9 phần 10 số võ giả ma giáo đang đánh vào tu bồ đề thiền viện, còn bọn họ thì nhân lúc này quay người bỏ trốn. Trận chiến tại tu bồ đề thiền viện, tuy côn cô luân ma giáo chiến thắng nhưng không đuổi kịp những kẻ còn lại. Dù sao xét theo tu vi thực lực, vẫn là tu bồ đề thiền viện chiếm thượng phong, bị lục đạo phủ đồ vãng sinh đại trận vây khốn 9 phần 10 số người. Một phần 10 còn lại mà truy sát thì không phải đuổi giết mà là tự tìm đường chết. Cho nên người bên phía sở hưu trực tiếp lui lại, bắt đầu tiếp quản tu bồ đề thiền viện lúc này sở hưu cũng chậm rãi đi vào trong tu bồ đề thiền viện tấm áo đen lay động theo làn gió như có khí huyết sát mơ hồ lan tràn người bên ngoài nhìn vào thì là sở hưu đang tuyên bố quyền chiếm hữu khoe khoang vũ lực nhưng thực chất hiện tại sở hưu đã bị thương tới mức không thể đi nhanh được còn khí huyết sát ư cái này thì là thật y chảy nhiều máu như vậy không có chút khí huyết sát mới gọi là lạ sau khi đi vào tu bồ đề thiền viện lục giang hà vẻ mặt kỳ dị chạy tới dáng vẻ như định vỗ hưu miệng nói Đúng là không ngờ, đúng là không ngờ đám hòa thượng tu Bồ đề Thiền viện này lại bị tiêu diệt dưới tay ngươi, phải biết 500 năm trước bọn chúng là. Lục Giang Hà còn chưa nói xong đã thấy Sở Hưu ngã ngồi trên mặt đất, hắn nghi ngờ nhìn sang tay mình, mình đâu có vận dụng cương khí, thế này là sao? Ăn và à. Sở Hưu thở dài một tiếng, lúc này mới lôi một nắm đan dược ra ném vào miệng. Ở bên ngoài y còn không dám dùng đan dược, sợ người khác thấy bộ dạng suy yếu của mình. Thấy Sở Hưu tiêu hao quá độ như vậy, Mai Khinh Liên và Mục Tử Y đều đi tới ân cần hỏi han, không sao chứ. Sở Hưu lắc đầu nói, lực lượng phản ngược lại thôi, tĩnh dưỡng là hồi phục. Lục Giang Hà nhìn Sở Hưu được Mai Khinh Liên và Mục Tử Y vây quanh, lại nhìn sang phía Lã Phụng Tiên cũng tiêu hao quá độ, bị lực lượng phản ngược nhưng chỉ có bốn kẻ hình thù kỳ dị thủy vô tướng vây quanh. Lục Giang Hà lắc đầu, tặc lưỡi thở dài, đúng là chênh lệch. Người dưới trướng thánh giáo ta có tổn thất nhiều không? Ngụy Thư Nhai lắc đầu nói, không nhiều lắm, nhưng đáng tiếc, thật ra bên phía tu bồ đề thiền viện cũng không tổn thất nhiều lắm trước đó bọn chúng có ưu đàm bà la che chở sau lại mở lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận thật ra không có bao nhiêu người chết quan trọng nhất là ta nghi ngờ rama không chết lục giang hà cũng gật đầu nói ta cũng có cảm giác như vậy các ngươi đừng nhìn hòa thượng bất không này không có gì đặc biệt nhưng lão già này tu luyện bất tử thiền cực kỳ khó đối phó ngay cả vô tâm ma tôn ngày trước cũng không thể giết hắn bây giờ hắn lại chủ động hóa thân thành xá lợi tử dẫn theo chút chân linh cuối cùng của Rama, chắc chắn hắn có tính toán khác, hẳn là hy sinh bản thân, bảo tồn chút sinh cơ cuối cùng của Rama. Ai cũng thấy cảnh tượng cuối cùng của bất không hòa thượng, nhưng không ai có lực lượng để ngăn cản, đành trơ mắt nhìn đám người tiêu ma kha mang theo xá lợi tử nghi là có chân linh của Rama bỏ trốn. Sở hưu lắc đầu nói, không sao, chỉ cần chúng ta khống chế khu vực Nam Man là được. Những người còn lại tạm thời không cần về Côn Luân, tiếp nhận toàn bộ khu vực Nam Man này, khu trục tất cả các thế lực. Nói đến đây, ánh mắt Sở Hưu lóe lên ánh lạnh, dùng lời hay ý đẹp khuyên bảo, chịu đi thì thánh giáo ta nhận ân tình của hắn, không chịu đi thì giết. Đại đa số thời điểm, thật ra Sở Hưu làm việc không phải quá bá đạo. Ví dụ như y khống chế Võ Lâm Bắc Yên, thu tiền phụng dưỡng nhưng cũng đem lại cho bọn họ trật tự và bảo hộ. Nhưng lần này Sở Hưu không thể không bá đạo, toàn bộ khu vực Nam Man này nhất định phải nằm trong sự khống chế của y. Thời gian còn lại, Sở Hưu vẫn luôn dưỡng thương trong khu vực Nam Man, đại cục đã định, mọi chuyện bên ngoài cứ giao cho bọn ngụy thư nhai xử lý. Thật ra Sở Hưu tới Đại La Thiên dưỡng thương sẽ nhanh hơn, dù sao nơi đó cũng có thiên địa nguyên khí vô cùng dồi dào. Nhưng đối với Sở Hưu, Đại La Thiên cũng là nơi nguy cơ từ phía. Ở hạ giới y đã có năng lực làm ma chủ trấn nhiếp toàn bộ giang hồ, nhưng tới Đại La Thiên vẫn có không ít người uy hiếp được tới y. Trong thời gian Sở Hưu bế quan dưỡng thương, hướng gió trên giang hồ đã hoàn toàn thay đổi. Nam Bắc Phật Tông liên tiếp bị hủy diệt trong tay sở hưu, toàn bộ giang hồ đều bị bao phủ trong ma uy này. Cô Luân ma giáo chấn nhiếp thiên hạ, sau 500 năm, dường như mọi chuyện lại lặp lại. Đặc biệt là phong mãn lâu, trước đó do thân phận của sở hưu nên phong mãn lâu không liệt kê sở hưu trên trí tôn bảng. Nhưng sau khi sở hưu hủy diệt tu bồ đề thiền viện, phong mãn lâu lập tức xếp sở hưu lên vị trí thứ 6 trên trí tôn bảng, ngay dưới dạ thiểu nam trên lão thiên sư. Thật ra theo lý mà nói, sở hưu nên xếp trên dạ Thiều nam. Dù sao hiện giờ thế lực của Côn Luân Ma giáo đã hoàn toàn vượt qua Bái Nguyệt giáo. Nhưng Dạ Thiều Nam đang luyện hóa ma chủng, còn chưa xuất quan, không ai biết rốt cuộc thực lực của hắn ra sao. Nếu Phong Mãn Lâu đặt sở hưu lên trên Dạ Thiều Nam, Phong Mãn Lâu sợ là sở hưu cho rằng bọn họ đang chia rẽ quan hệ giữa hai đại phái ma đạo, cho nên không dám làm bừa. Hiện tại toàn bộ giang hồ đều đang sợ bóng sợ gió, sau khi thấy sở hưu xuất thủ, không ai dám cam đoan mình có thực lực để đối đầu với y. Lúc này, Trừ phi tất cả các thế lực trên giang hồ liên kết lại, bỏ qua thành kiến, bỏ qua đấu đá trước kia, bất chấp tổn thất tới liều mạng với Sở Hưu, như vậy mới có cơ hội thắng, còn không, chỉ dựa vào sức một nhà, khi đối mặt với côn luân ma giáo sẽ có hai kết quả. Một là toàn bộ môn phái vẫn nguyên lành, hai là lưu lại một chút dư nghiệt. Cho nên khi Sở Hưu xua đuổi các thế lực võ lâm trong khu vực Nam Man, gặp rất ít kẻ chống cự. Đất Nam Man này vốn không có bao nhiêu thế lực võ lâm, hơn nữa uy thế của Sở Hưu đang như mặt trời ban trưa, chống cự chẳng khác nào tự sát, dù sao cũng ít kẻ cứng đầu. Còn khi các đại tông môn thấy sở hưu chỉ xua đuổi các thế lực võ lâm ở Nam Man, chiếm cứ khu vực đó rồi không tiến công tiếp, ai nấy cũng thở dài một tiếng. Tuy bọn họ không ngây thơ tới mức cho rằng sở hưu sẽ ngừng tay như vậy, nhưng ít nhất bọn họ cũng có không ít thời gian để chuẩn bị. Một tháng sau, trong tu bồ đề thiền viện, thương thế của sở hưu đã khá hơn tới 9 phần 10. Thần thông vốn khống chế lực lượng quy tắc trong thiên địa, nếu không có đủ lực lượng và nội tình, sử dụng nó chẳng khác nào tự sát. Sau khi dùng thức thần thông mây tan thấy trăng sáng, trời xanh dọi bóng người. Cuối cùng Sở Hưu cũng hiểu vì sao lúc trước độc cô duy ngã thấy pháp thiên tượng địa lại tiện tay ném cho vô tâm ma tôn mà không tự dùng. Không phải vì độc cô duy ngã không cách nào lĩnh ngộ pháp thiên tượng địa mà là không cần thiết. Chắc chắn độc cô duy ngã không chỉ sở hữu một môn thần thông, còn thức thần thông pháp thiên tượng địa theo Sở Hưu thấy thì uy lực đã cực kỳ kinh người, nhưng theo độc cô duy ngã thấy thì chỉ có thế, hắn cũng lười tu luyện. Sau khi khôi phục thương thế, lúc này Sở Hưu mới cẩn thận đi lòng vòng quanh Tu Bồ Đề Thiền viện. Có thể nói lần ở Đại Quang Minh tự, đám người Sở Hưu không kiếm được chút lợi lộc nào. Hòa thượng Hư Từ này tuy ngày thường có vẻ không lạnh không nóng, nhưng ra tay lại cực kỳ hung ác. Không chỉ kéo bọn họ đồng quy vu tận mà còn trực tiếp hủy diệt vạn năm tích lũy của Đại Quang Minh tự. Nhưng bên phía Tu Bồ Đề Thiền viện, trước đó Tiêu Ma Kha đã được Rama căn dặn, nếu bọn họ bại hắn phải nhanh chóng mang truyền thừa cuối cùng của Tu Bồ Đề Thiền viện rời khỏi cho nên hắn cũng mang theo không ít công pháp đan dược tài nguyên. Nhưng tông môn to lớn, có rất nhiều thứ không mang đi được. Ví dụ như một số công pháp khắc sâu trên kiến trúc của tu bồ đề thiền viện, trong lúc vội vàng không thể mang theo hay phá hủy. Đương nhiên trong tu bồ đề thiền viện có hai thứ giá trị nhất, một là đóa yêu đàm bà la, hai là tu bồ đề bảo thụ. Yêu đàm bà la chỉ bị lão phụng tiên đánh vỡ một cánh hoa, bản thể vẫn còn, chỉ cần có đủ lực lượng sinh cơ là tự nở rộ. Còn tu bồ đề bảo thụ bị sở hưu đánh vỡ chỉ là một hóa thân lực lượng, bản thể vẫn không việc gì. Tu Bồ Đề bảo thụ tương đương với bảo vật như vô căn thánh hỏa, thiên sinh địa dưỡng, chỉ cần thiên địa này còn tồn tại là không bị hủy diệt. Trước phù đồ tháp của Tu Bồ Đề Thiền viện, Sở Hưu dừng chân nhìn cả nửa ngày. Phù đồ tháp do các thế hệ cao tăng của Tu Bồ Đề Thiền viện xây dựng nên, vẫn luôn được gia cố. Mỗi phương trượng hoặc cao tăng các đời đều lưu lại lý giải Phật pháp của mình trong đó, chỉ là Phật pháp chứ không phải công pháp. Cho nên đối với võ giả Phật môn, thứ này là trí bảo, nhưng đối với sở hưu nó lại không có tác dụng gì lớn còn đó ưu đàm bà la kia sở hưu cũng quan sát cẩn thận thứ này chắc chắn là thiên tài địa bảo nhưng chỉ là thiên tài địa bảo đối với phật tông mà thôi y suy nghĩ trực tiếp gọi viên cát đại sư tới hỏi ngươi nói xem thứ này có thể chế ra viên trí tôn thần đan khác không viên cát đại sư lắc đầu nói không biết sở hưu nghe vậy lập tức cau mày ta đã đưa hết truyền thừa của thiên khốc ma tôn cho ngươi rồi giờ ngươi lại nói với ta ngươi không biết Viên Cát Đại sư nghe vậy sắc mặt uất ức nói: Đại nhân, ngài chỉ dạy cho ta về trận pháp với bói toán, ta nào có biết luyện đàn. Sở Hưu vỗ đầu một cái. Lúc này y mới nhớ ra phần về đan dược y đã giao cho Thần Y Phong Bất Bình. Thiên Khốc Ma Tôn là nhân tài toàn năng, y vẫn luôn dùng Viên Cát Đại sư như Thiên Khốc Ma Tôn. Bây giờ y mới nhớ ra Viên Cát Đại sư cũng không phải Thiên Khốc Ma Tôn. Sau đó Sở Hưu cho người gọi Phong Bất Bình đến. Phong Bất Bình gia nhập côn luân ma giáo đã lâu khi còn ở trấn võ đường hắn đã theo sở hưu lần này tới nam man phong bất bình cũng đi theo nếu đệ tử của cô luân ma giáo bị thương trong chiến đấu tất cả đều được đưa tới chỗ phong bất bình chữa trị sau khi thấy đoá ưu đàm bà la này phong bất bình suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới nói ưu đàm bà la là thánh hoa của phật tông loại thiên tài địa bảo cấp bậc này e là tìm khắp giang hồ không thấy được cái thứ hai theo lý mà nói cũng có thể dùng để luyện chế trí tôn thần đan nhưng thứ nhất phải là lúc đoá ưu đàm bà la này nở rộ lực lượng đạt tới đỉnh cao, còn luyện chế lúc này thì hiệu quả không được đảm bảo. Ngoài ra, tuy thiên khốc ma tôn lưu lại phương pháp luyện chế trí tôn thần đan, nhưng đây chỉ là một thử nghiệm, may mắn thành công mà thôi. Cho dù để thiên khốc ma tôn làm lại lần nữa, hắn cũng không chắc mình sẽ thành công. Nói gì đến ta? Đối với sở hưu, ít nhất trong hiện tại đó, yêu đàm bà la này không có nhiều tác dụng. Nếu không thể luyện chế thành trí tôn thần đan, vậy tạm thời để đó, đợi phong bất bình có cơ hội thì thử nghiệm thứ khiến sở hưu thật sự hứng thú là tu bồ đề bảo thụ dù sao y cũng đã trải nghiệm uy lực thật sự của tu bồ đề bảo thụ lúc này bên dưới tu bồ đề bảo thụ thương thiên lương đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây nghiên cứu gì đó sở hưu đi tới nói thương thành chủ cũng định lĩnh ngộ phật pháp dưới gốc bồ đề à thương thiên lương lắc đầu nói ta không có thiên phú phương diện đó ta chỉ muốn nghiên cứu xem rốt cuộc thứ này được tạo ra như thế nào thôi nếu là cây vậy chắc chắn là mọc lên nhưng vì sao thứ này kết quả lại mang theo lực lượng quy tắc thiên địa Ngươi nói xem nếu ta bẻ một cành cây, có thể trồng nó ra, truyền lực lượng của mình vào rồi đợi nó lớn lên là khống chế được không? Sở hưu nghe vậy lắc đầu, thương thiên lương trồng rau tới phát điên rồi, cái gì cũng muốn trồng thử. Sở hưu nói thẳng, chuyện này vốn đã là không thể. Tu bồ đề bảo thụ là do thiên địa tạo ra, thật ra là bảo vật cùng loại với vô căn thánh hỏa trên đỉnh Côn Luân Sơn, chẳng qua phương thức thể hiện có khác biệt mà thôi, một là lửa, một là cây. Huống chi, cho dù ngươi có trồng được cũng vô dụng, Lúc đầu trên tu bồ đề bảo thụ không có trái cây nào, phải tốn không biết bao nhiêu năm mới phát triển được như hiện tại. Thứ này tồn tại từ thời thượng cổ, nghe nói hạ giới kéo dài một vạn năm rồi mà nó mới mọc thêm hai trái cây mà thôi. Nếu ngươi muốn đợi thứ này kết quả, chắc cây trên mộ ngươi còn cao hơn cây bồ đề này rồi, ngươi không chờ được đến ngày đó. Thương Thiên Lương chừng mắt với sở hưu một cái, sao giọng điệu này giống tên Lục Giang Hà vậy? Thương Thiên Lương lại quên, miệng lưỡi của hắn cũng cực kỳ cay độc. Sở Hưu không để ý tới Thương Thiên Lương nữa mà tự ngồi dưới gốc tu Bồ đề bảo thụ, tay niết Phật ấn, bắt đầu nhắm mắt lĩnh ngộ. Thương Thiên Lương thấy thế không khỏi cười lạnh nói, "Sở Hưu tiểu tử, nghe ta nói này, ngươi giết nhiều đệ tử Phật môn như vậy, tu luyện một loạt ma công, còn muốn lĩnh ngộ lực lượng của tu Bồ đề bảo thụ, đúng là mơ mộng hão huyền. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ lực lượng của tu Bồ đề bảo thụ, thế mới gọi là trời xanh không có mắt đấy." Sở Hưu không quay đầu lại nói, "Sao ta lại không thể? Đừng quên ta cũng từng tu luyện công pháp Phật môn." Người có chia ma phật, nhưng lực lượng thì ai cũng có thể tu luyện. Lực lượng Phật pháp chẳng qua chỉ là một loại lực lượng trong thiên địa này mà thôi, đám hòa thượng kia khống chế được, sao ta không khống chế được? Thương Thiên Lương nghe vậy khịt mũi coi thường. Nếu đúng như lời Sở Hưu nói, ma đầu nào chẳng sử dụng được công pháp Phật môn. Nhưng thực tế muốn tu luyện công pháp Phật môn tới mức cao thâm cần rất nhiều kinh văn điển tịch Phật môn, phải lý giải Phật pháp tới trình độ cực kỳ thâm sâu mới có thể đẩy công pháp lên đến đỉnh phong. Còn như Sở Hưu Tuy ý ngồi dưới tu bồ đề bảo thụ mà muốn lĩnh ngộ được gì đó, rõ là nằm mơ nói mộng. Thương Thiên Lương vừa nghĩ như vậy, lại thấy trên tu bồ đề bảo thụ tỏa ra một luồng hào quang chói mắt. Những trái cây như lưu ly lấp lóe, tỏa ra từng luồng lực lượng, tràn vào trong người Sở Hưu, chỉ trong chớp mắt đã khiến quanh người Sở Hưu được bao phủ bởi Phật quang bảy màu. Trong y không giống ma đầu hai tay dính đầy máu tươi, ngược lại y hệt như một vị cao tăng đắc đạo. Thấy cảnh này, Thương Thiên Lương trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày sau mới thốt lên được một câu, mẹ nó. Ngoài câu này ra, hắn thật sự không nghĩ ra nổi từ ngữ gì để mô tả tâm trạng hiện tại của mình. Đúng là trời xanh không có mắt. Hắn ngồi dưới gốc tu Bồ đề bảo thụ này nghiên cứu cả 10 ngày rồi mà chẳng có thành quả gì. Nhưng một tên ma đầu như Sở Hưu tới đây, mới ngồi xuống thôi mà tu Bồ đề bảo thụ đã có phản ứng, làm sao hắn chịu nổi đây, thật quá vô lý. Còn lúc này trong người Sở Hưu, lực lượng Phật quang đang dẫn dắt tất cả lực lượng trong người y qua lại quấn quanh biến ảo. Đúng như vừa rồi y đã nói, từ đầu y đã không coi tu bồ đề bảo thụ là trí bảo của Phật Tông mà là bảo vật như vô căn thánh hỏa. Cùng là lực lượng quy tắc thiên địa cụ thể hóa, mình chỉ cần cảm ngộ lực lượng trong đó là đủ, sao phải quan tâm nó là Phật hay là ma. Không biết có phải ngày trước Thánh Tăng Đám Uyên truyền công cho sở hưu đã truyền cả lực lượng bản nguyên cho y hay không. Ngay bản thân y cũng không ngờ mình vừa thử nghiệm dẫn dắt lực lượng của tu bồ đề bảo thụ mà đã thành công. Phật quang bản nguyên không ngừng lưu động trong người sở hưu, cuối cùng hội tụ thành một thể, tới tay sở hưu, không ngờ lại hóa thành một đóa hoa sen kỳ dị. Nói nó kỳ dị là vì đóa hoa sen này có hình chữ thập, toàn thân trắng toát trong suốt, tỏa ra ánh sáng vô thượng. Khoảnh khắc này, Sở Hưu lập tức hiểu ra chân ý của đóa hoa sen này. Hoa sen tinh khiết, không vương mùi buồn, rơi vào thế giới bà sa ô chọc mà vẫn giữ được mình thanh khiết rực rỡ. Chữ thập đại diện cho cứu rỗi, trên dưới trái phải, bốn phương thâu tóm thiên địa, cứu rỗi thế giới. Thập tự liên hoa ấn, đây là lực lượng cứu rỗi tịnh hóa một thế giới, cũng là thần thông mà sở hưu lĩnh ngộ được từ tu bồ đề bảo thụ mà lúc này phật quang hiển hiện đã kinh động mọi người những thành viên khác trong côn luân ma giáo còn đang ở trong tu bồ đề thiền viện đều chạy tới ai nấy trợn mắt há hốc mùng chứng kiến mọi chuyện đúng là sở hưu biết công pháp phật môn nhưng bao năm qua số võ giả phật môn có thể ngộ đạo bên dưới tu bồ đề thiền viện chỉ đếm được trên đầu ngón tay kết quả một người ngoài như sở hưu còn là một võ giả ma đạo nhưng lại lĩnh ngộ được thần thông giới trí bảo phật môn tu bồ đề bảo thụ chuyện này đúng là châm chọc một lát sau đóa hoa sen chữ thập tiêu tán sở hưu cũng thanh tỉnh lại thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn mình sở hưu không khỏi lên tiếng hỏi sao cứ nhìn ta như vậy thương thiên lương không thể tin nổi như vậy là được à có thế thôi ngươi đã lĩnh ngộ được một môn thần thông phật môn sở hưu nhún vai nói chỉ đơn giản vậy thôi thần thông là một cách cụ thể hóa quy tắc thiên địa không cần tu luyện ngươi cũng không cách nào tu luyện cho nên không chia đại thành tiểu thành gì cả chỉ cần lĩnh ngộ được tức là biết khác biệt là thực lực của ngươi sẽ ảnh hưởng tới uy lực của thần thông mà thôi. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng lúc này sở hưu cũng cảm thấy hơi nghi hoặc, quá thuận lợi. Tuy y nói thần thông đơn giản nhưng thực tế thần thông cũng không đơn giản. Có người vừa thấy là biết, lại có người lĩnh ngộ mấy trăm năm vẫn không hiểu được, đó là tranh lệch. Bây giờ đã có ba môn thần thông tới tay sở hưu, bất luận là pháp thiên tượng địa hay thanh thiên chiếu ảnh, hoặc thần thông mà y vừa lĩnh ngộ thập tự liên hoa ấn, tất cả đều như nước chảy thành sông. Qua thuận lợi, thuận lợi tới mức sở hưu không thể tin nổi. Nhưng thuận lợi như vậy không phải từ đầu đã có. Pháp thiên tượng địa là thức thần thông đầu tiên mà sở hưu nhận được, khi đó sở hưu và thương thiên lương còn nghiên cứu rất lâu nhưng không có bất cứ manh mối nào. Mãi tới khi y bị quân vô thần thi triển đinh đầu thất tiễn ám toán, phải nhờ vào sợi ma khí mà y mang từ nguyên thủy ma quật ra, xuất hiện sau khi luyện hóa phá trận tử, chính nó đã thể hiện tác dụng luyện hóa ma bức tượng, khiến sở hưu lĩnh ngộ pháp thiên tượng địa. Lúc đầu Sở Hưu cho rằng đây là mình bộc phát tiềm lực trong lúc đường cùng, cho nên mới thuận lợi như vậy. Sau này y có thể thi triển Thanh Thiên Chiếu Ảnh là vì y có quan hệ mật thiết với Độc Cô Duy Ngã, những công pháp và thần thông của Độc Cô Duy Ngã thì y cũng có thể nhanh chóng sử dụng, chuyện này rất bình thường. Nhưng đây là lần không bình thường nhất, tuy trong cơ thể y có bản nguyên võ đạo mà Đàm Uyên đại sư lưu lại, nhưng Đàm Uyên đại sư trong thời đỉnh phong mới là cảnh giới chân hỏa luyện thần, không thể gây ra ảnh hưởng lớn đến vậy được cho nên nghĩ kỹ lại thì khả nghi nhất vẫn là luồng ma khí kỳ dị khiến người ta không đoán được lai lịch thấy sở hưu ngẩn ra tại chỗ thương thiên lương tức giận nói sao vậy nhận được một môn thần thông mà hưng phấn tới mức ngây ngẩn rồi à sở hưu khôi phục tinh thần nói thương thành chủ không cần nhụt trí đợi lúc nào đó ngươi cạo chọc đầu cầm một chuỗi hạt ngồi dưới tu bồ đề bảo thụ không khéo cũng lĩnh ngộ được gì đó sau khi châm chọc thương thiên lương một câu sở hưu mới nói với những người khác vừa hay hôm nay mọi người đều ở đây cũng đến lúc chúng ta nên bàn bạc chuyện tới Đại La Thiên Tu luyện gọi tất cả mọi người tới Sở Hưu nói thẳng để tránh cho người khác nghi ngờ lập tức xây dựng vài phân đường trong phạm vi Nam Ma này trong đó phải có một phân đường ở vị trí con đường tiếp giáp hai thế giới ngoài ra chúng ta cần thành lập liên hệ giữa Đại La Thiên và Hạ giới một khi Đại La Thiên có chuyện gì hay Hạ giới có biến cố gì hai bên phải nhận được tin ngay lập tức nói đến đây Sở Hưu quay sang viên cát đại sư nhiệm vụ này giao cho người Bên Đại La Thiên ta cũng có thể tìm được rất nhiều điển tịch trận đạo của Hoàng Thiên Các cho ngươi, phải nhanh chóng tìm ra cách liên hệ giữa hai thế giới." Viên Các đại sư cười khổ gật đầu một cái, hắn biết mà, cứ cái gì mà Sở Hưu quẳng lên đầu hắn, chắc chắn là nan đề. Đây là trận pháp nối liền hai thế giới, không khéo trên khắp giang hồ hắn vẫn là người đầu tiên. Ngoài ra, không thể để tất cả mọi người tới Đại La Thiên được, cần một người ở lại hạ giới trông coi. Ngụy lão và Thương Thành chủ chắc chắn là phải đi không chỉ vì tu luyện mà còn để thay đổi tình hình bên Đại La Thiên. Sở hưu vừa nói xong, Lã Phụng Tiên đã lên tiếng, để ta ở lại đi, thương thế của ta còn chưa khỏi, tạm thời có tới Đại La Thiên cũng vô dụng. Sở hưu có bất diệt ma đan, cho dù là thương tích do thần thông phản ngược lại, tới giờ y cũng chữa được tới 9 phần 10, nhưng Lã Phụng Tiên lại không được nhanh chóng như vậy. Trừ vô kỵ ở bên cạnh nhún vai nói, để ta ở lại đi, chính vì ngươi đang bị thương nên tới Đại La Thiên có thể dưỡng thương nhanh hơn một chút. Lã Phụng Tiên đang định nói gì đó, Trừ vô kỵ đã nói thẳng, chuyện này không cần nhường nhịn, dù sao đợi trận pháp được bố trí xong, tất cả mọi người đều có thể đi lại tự do giữa hai thế giới. Nói đoạn, trừ vô kỵ còn nhìn sang viên cát đại sư nói, bố trí một trận pháp mà thôi, không cần nhiều thời gian, đúng không? Viên cát đại sư nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, gật đầu nói, đúng, không tốn bao lâu đâu. Khi sở hưu dẫn hầu hết tâm phúc dưới trướng tới đại la thiên, cho dù là thương thiên lương và ngụy thư nhai cũng phải thán phục mức độ dồi dào của thiên địa nguyên khí tại đại la thiên. Trước đó khi còn ở hạ giới, những võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền như bọn họ muốn tăng cường tu vi rất khó nhọc, chỉ có thể tốn thời gian dài, từ từ tích lũy lực lượng nội tình. Nhưng sau khi đến Đại La Thiên, tận hưởng thiên địa nguyên khí rồi rào này, bọn họ lại thấy cơ hội tiến bộ. Sở hưu bảo viên các đại sư tạm thời ở lại nơi này nghiên cứu trận pháp, bảo Hắc Kiệt và Lục Phi trở về bộ lạc Hắc La, còn y thì dẫn người trở lại thương ngô quận. Lần này sở hưu đi hơi lâu, qua lại giữa hai nơi mất khoảng gần hai tháng. Đổi lại là nơi khác, quận trưởng đi vắng lâu như vậy, có lẽ bọn họ sẽ báo cáo cho tổng bộ Hoàng Thiên Các, nói quận trưởng mất tích. Nhưng sở hưu chơi trò mất tích không phải một hai lần rồi, cho nên võ giả thương ngô quận cũng không thấy có gì không đúng. Đợi tới khi sở hưu dẫn đám người ngụy Thư Nhai về, bọn từ Phùng Sơn giật nảy cả mình. Mấy vị sở hưu dẫn về lần trước đã có thực lực rất mạnh rồi, không ngờ lần này y lại mang nhiều người về như vậy, thậm chí trong đó còn có hai cường giả mà hắn không thể nhìn ra tu vi. Chuyện này khiến từ Phùng Sơn càng thêm sừng sốt, Rốt cuộc vị quận trưởng đại nhân này lấy đâu ra nhiều cường giả như vậy? Xin hỏi mấy vị này là?" Từ Phùng Sơn thận trọng hỏi. Sở Hưu chỉ vào Ngụy Tư Nhai và Thương Thiên Lương nói, "Hai vị này là trưởng bối trong sư môn ta, nghe nói ta làm quận trưởng ở Hoàng Thiên Các nên tới hỗ trợ. Những vị khác là võ giả tán tu mà ta mời chào được, bây giờ bọn họ cũng coi là người của Hoàng Thiên Các. Tốt xấu gì thì Từ Phùng Sơn cũng sống lâu năm, hầu hạ mấy vị quận trưởng. Những lời này của Sở Hưu có lừa trẻ con cũng chẳng được, nói chi là hắn." Ngươi chẳng phải truyền nhân của Cổ Tôn à, lấy đâu ra trưởng bối trong sư môn? Hơn nữa ngươi mời chào được một hai cường giả còn giải thích được, nhưng giờ ngươi lôi ra cả đám cường giả tán tu thực lực đều không kém, cứ như bọn họ xếp hàng đợi sẵn chờ ngươi mời chào, đúng là quá giả tạo. Có điều, cho dù Sở Hưu lấy cớ rất giả tạo, nhưng Từ Phùng Sơn lại không dám nhiều lời. Uy thế của Sở Hưu vẫn bày ở đó, hắn không có tư cách hay can đảm xen vào. Nhưng những chuyện Sở Hưu làm sau đó lại khiến Từ Phùng Sơn và đám người Thẩm Huy ơi bất mãn sau khi dẫn người của côn luân ma giáo tới thương ngô quận y trực tiếp bảo bọn họ tiếp nhận đại đa số sự vụ liên quan tới thương ngô quận tuy trước kia khi sở hưu không có mặt từ phùng sơn và một ít người khác phải quản lý tất cả sự vụ tại thương ngô quận bọn họ còn oán trách sở hưu không chịu làm việc nhưng bây giờ sở hưu đoạt lại quyền lợi trong tay bọn họ bọn họ lại bất mãn ngoài kha sát không có mặt ba người từ phùng sơn đều âm thầm biểu đạt thái độ bất mãn của mình đương nhiên cho dù kha sát có ở đây hắn cũng không dám nói gì dẫu sao hắn cũng thấy được diện mạo thật của sở hưu còn bị ép phải trở thành thân tín của sở hưu đại nhân không phải chúng ta bất mãn vì người khác tiếp nhận chức vị trước đó của chúng ta mà là vốn dĩ bọn họ chưa từng tham gia quản lý thương ngô quận ngài bảo bọn họ nhận chức gấp gáp như vậy e là sẽ làm hỏng chuyện từ phùng sơn thận trọng nói sở hưu nheo mắt lạnh nhạt nói từ lão ngươi theo ta đã một thời gian thật ra có chuyện gì thì không cần quanh co lòng vòng cứ nói đúng sự thật là được ngoài miệng các ngươi gọi ta là đại nhân nếu bây giờ ta bảo các ngươi tới liều mạng với Hàn Giang Thành, trong các ngươi có ai dám đi? Ba người từ Phùng Sơn đều á khẩu không trả lời được, bọn họ càng không dám mạnh miệng trước mặt Sở Hưu. Đây không phải vấn đề dám đi hay không dám đi, mà đó là đi vào chỗ chết, nếu đã vậy vì sao lại phải đi? Sở Hưu nhún vai nói, thế tức là các ngươi không dám, nhưng bọn họ dám. Làm tâm phúc của Sở Hưu ta sẽ phải chịu nguy hiểm rất lớn, các ngươi không muốn làm nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn nắm giữ nhiều quyền lợi dưới gầm trời này có chuyện tốt như vậy ư nhưng từ lão các ngươi cũng yên tâm dù sao các ngươi cũng theo ta từ lúc đầu ta sẽ không làm gì quá đáng với các ngươi chuyện liên lạc với hoàng thiên các và đối ngoại vẫn do các ngươi phụ trách từ lão và tần trung các ngươi là người mà lục tam kim giao cho ta ta sẽ không ngồi trên chức quận trưởng thương ngô quận quá lâu đợi tới lúc bàn giao lại ta sẽ nói tốt cho các ngươi trước mặt lục tam kim bảo đảm tiền đồ cho các ngươi còn thẩm huy ngươi là võ giả bản địa ở thương ngô quận không có mối quan hệ nào trong Hoàng Thiên Các. Nhưng không cần phải lo, đợi lúc về tổng bộ Hoàng Thiên Các ta sẽ giới thiệu ngươi cho Lục Tam Kim. Trong Hoàng Thiên Các mấy ai có mối quan hệ tốt bằng hắn. Để đối phó với bọn từ Phùng Sơn, Sở Hưu đành phải kéo Lục Tam Kim vào, đương nhiên chiều này cũng rất hữu dụng. Người hành tẩu đông vực, người thừa kế thượng cổ trong tương lai. Trong Hoàng Thiên Các thì uy danh của Lục Tam Kim vượt xa Sở Hưu. Có lời hứa này của Sở Hưu, lại thêm uy hiếp và dụ dỗ, bọn họ đành ngoan ngoãn giao quyền lợi trong tay ra, chỉ để lại những gì Sở Hưu bảo họ làm. Thật ra Sở Hưu không định qua cầu rút ván, nhất quyết tước đoạt quyền lực của bọn họ, mà là từ đầu giữa y và bọn họ chỉ có quan hệ cấp trên và thuộc hạ đơn giản nhất. Cho nên, cho dù bọn họ có ngoan ngoãn đến đâu đi nữa, không gây ra chuyện gì cho Sở Hưu, nhưng một khi Sở Hưu quyết định phát triển thế lực ở Đại La Thiên, chắc chắn y không thể giữ bọn họ lại được, ít nhất cũng phải giao ra đại đa số quyền lực. Nhưng đổi những quyền lực tạm thời này lấy những lời nói tốt của Sở Hưu trước mặt Lục Tam Kim, bọn họ vẫn thấy thỏa mãn, đặc biệt là thẩm huy. trước đó hắn luôn tìm cơ hội như vậy mà không được. nếu được điều về tổng bộ hoàng thiên các, có ngu ngốc mới muốn ở lại thương ngô quận tiếp xúc với đám man tộc đen như mực kia. được rồi, sau này chỉ cần các ngươi làm việc ổn thỏa, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các người. trong thời gian ta vắng mặt, tổng bộ hoàng thiên các có động tĩnh gì không? từ phùng sơn lắc đầu nói, bên phía tổng bộ thì không có động tĩnh gì, nhưng bên hàn giang thành lại có dị động. Lục Hành Tẩu còn cố ý đưa tin tới bảo ngài phải cẩn thận. Sở Hưu sừng sốt, ta cẩn thận cái gì, chẳng phải Hàn Giang Thành và Hoàng Thiên Các đã âm thầm ước định gì đó rồi à, tạm thời sẽ không xuất thủ chứ? Từ Phùng Sơn thận trọng nói, có lẽ có liên quan tới chuyện lần trước ngài xung đột với Kỳ Vô Hận. Nghe nói sau đó Kỳ Vô Hận về tổng bộ Hàn Giang Thành một chuyến, sau khi trở về Diệp Duy Không đã quyết định tới tuần tra vài quận ở Hàn Giang Thành, có lẽ sẽ lập tức tới Lăng La quận. Lục Hành Tẩu nói Diệp Duy Không này làm việc ngang ngược bá đạo tới cực điểm. Diệp Thiên Thanh bị ngài giết chết, kỳ vô hận cũng chịu thiệt dưới tay ngài, khó mà chắc liệu lần này hắn có tới đòi lại thể diện thay đệ tử nhà mình không. Tuy không đến mức động thủ giết người, nhưng nếu cường giả cấp bậc đó mà không cần thể diện, ra tay ức hiếp tiểu bối, cũng rất khó giải quyết. Sở hưu nhíu mày, dù sao Diệp Duy không cũng là nhân vật nổi tiếng nhất, uy thế lớn nhất Đại La Thiên trong mấy trăm năm gần đây, chắc không nhỏ nhen đến vậy chứ. Sở hưu lại quên, bản thân y cũng chẳng phải người rộng lượng, nếu đám người lã phụng tiên, Mai Khinh Liên bị ức hiếp như vậy, y cũng sẽ ra tay. Còn chuyện ỉ lớn hiếp nhỏ, y không quan tâm. Sở Hưu phất tay nói, "Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Sau khi đám người từ Phùng Sơn đi khỏi, Sở Hưu vịnh cầm, nhíu chặt lông mày. Lục Tam Kim không nói chắc chắn Diệp Duy không sẽ tới, chuyện này chỉ là hắn suy đoán từ tính cách của Diệp Duy không. Nhưng một khi Diệp Duy không tới, đây đúng là một nam đề. Với lá bài tẩy hiện tại của Sở Hưu, nói thật, y cũng không biết có thể dùng thứ gì để ngăn cản một vị cường giả cảnh giới võ tiên. Tuy sở hưu không biết rốt cuộc thực lực của Diệp Duy không ra sao, nhưng cứ thảm khảo quân vô thần là biết, mặt đối mặt, y không cách nào ngăn cản. Lúc này Ngụy Thư Nhai đi vào đại sảnh, thấy biểu cảm này của sở hưu bèn thuận miệng hỏi, có chuyện gì khó giải quyết à? Sở hưu gật nhẹ đầu, hỏi ngược lại, thương thành chủ đâu? Ngụy Thư Nhai bất đắc dĩ lắc đầu nói, lúc ở hạ giới hắn đã sưu tập không ít hạt giống kỳ quái, đều là thượng cổ kỳ hoa, thiên tài địa bảo gì đó, nhưng không cách nào trồng được. Lần này tới Đại La Thiên, Hắn thấy nơi này có thiên địa nguyên khí rồi rào hơn hẳn hạ giới nên muốn thử xem có trồng được mấy hạt giống này không, cho nên hắn đi tìm chỗ trồng rau rồi. Đúng rồi, rốt cuộc lần này ngươi gặp chuyện gì vậy? Chúng ta tới Đại La Thiên này, dẫu sao cũng là người ngoài, làm việc phải dè chừng cẩn thận hơn mới được. Sở hưu gật nhẹ đầu, thuật lại chuyện về Hàn Giang Thành cho ngụy Thư Nhai. Thật ra đúng là tạo hóa trêu ngươi, bên có thủ với Hàn Giang Thành là Hoàng Thiên Các chứ không phải Sở Hưu. Nhưng vấn đề là Hàn Giang Thành chạm tới giới hạn cuối cùng của Sở Hưu, làm sao y nhị được? Khu vực Nam Man là mấu chốt để đi tới hạ giới, đừng nói Hàn Giang Thành định động tới. Cho dù hiện tại Hoàng Thiên Các thu hồi chức vị quận trưởng của y, đổi lại thành người khác, Sở Hưu cũng có thể trở mặt với Hoàng Thiên Các ngay lập tức. Ngụy Thư Nhai nghe xong cũng vuốt cằm, cảm thấy khó xử. Một vị cường giả cảnh giới võ tiên định tới gây chuyện với ngươi, ai nghe xong cũng thấy khó giải quyết, sau khi suy nghĩ nửa ngày cuối cùng ngụy thư nhai lắc đầu nói nhìn thái độ của hàn giang thành chắc là e ngại thứ gì đó của hoàng thiên cát cho nên tạm thời không ra tay với hoàng thiên cát dù sao hoàng thiên cát cũng là đại phái tồn tại từ thời thượng cổ thần thông trong đại la thiên lâu như vậy chắc chắn trong tông môn cũng có một số thứ khiến người khác e ngại nhưng đó là e ngại hoàng thiên cát chứ không phải e ngại ngươi rốt cuộc cường giả cấp bậc này suy nghĩ cái gì chúng ta không đoán được cũng không cách nào đoán ra Tuy thân phận giả tạo của ngươi là truyền nhân của Cổ Tôn, nhưng võ tiên cửu trọng cũng có mạnh có yếu. Hơn nữa, nếu tính cách Diệp Duy không ngang ngược bá đạo như ngươi nói, chưa chắc hắn đã e ngại thân phận truyền nhân của Cổ Tôn của ngươi đâu, Cổ Tôn đích thân đến còn tạm được. Đáng tiếc, đây không phải hạ giới, nếu là ở hạ giới ta có thể điều động lực lượng của Vô Căn Thánh Hỏa, có lẽ sẽ hù dọa được đối phương. Nghe Ngụy Thư Nhai nhắc tới Vô Căn Thánh Hỏa, trong đầu Sở Hưu lại đột nhiên hiện lên một ý tưởng lớn mật. Hầu như thế lực đỉnh cấp nào cũng có lá bài tẩy riêng của mình nhưng sở hưu lại quên mất thật ra cô luân ma giáo của y cũng có đó chính là vô căn thánh hỏa của ngụy thư nhai chỉ cần ở gần vô căn thánh hỏa ngụy thư nhai có thể điều động lực lượng của vô căn thánh hỏa thậm chí còn mạnh mẽ hơn lúc rama điều động lực lượng của tu bồ đề bảo thụ vì tu bồ đề bảo thụ không thuộc về rama rama chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần đổi lấy lực lượng cường đại từ đó cưỡng ép điều động tu bồ đề bảo thụ còn ngụy thư nhai lại khác trong viên trí tôn thần đan của thiên khốc ma tôn vốn có một chút lực lượng bản nguyên của vô căn thánh hỏa sau khi ngụy thư nhai luyện hóa coi như ngụy lão đã trở thành đồng nguyên với vô căn thánh hỏa có thể mượn lực lượng của vô căn thánh hỏa không hạn chế đương nhiên điều kiện bắt buộc là lão phải ở gần vô căn thánh hỏa và chịu được áp lực do vô căn thánh hỏa gây ra sở hưu híp mắt nói ngụy lão nếu ngươi có thể điều khiển vô căn thánh hỏa vậy có thể bộc phát ra chấn động lực lượng tương đương với võ tiên trong một khoảnh khắc không ngụy thư nhai nói cái này thì không thành vấn đề Đừng coi thường lực lượng của Vô Căn Thánh Hỏa, đó là thần vật trời sinh do Long Mạch tạo ra, cho dù là cường giả cảnh giới võ tiên cũng không cách nào hủy hoại, chỉ có thể phong ấn. Nói đến đây, Ngụy Thư Nhai như hiểu ra điều gì, hắn nhìn Sở Hưu nói, "Không phải ngươi định bảo ta lợi dụng Vô Căn Thánh Hỏa giả dạng làm võ tiên, phô trương thành thế đấy chứ? Ý tưởng thì không tồi, đáng tiếc là không làm được. Ta nhất định phải ở gần Vô Căn Thánh Hỏa mới có thể điều khiển Vô Căn Thánh Hỏa, nhưng Vô Căn Thánh Hỏa còn không mang ra khỏi côn cô luân được." làm sao mang tới Đại La Thiên. Sở hưu trầm giọng nói, mọi việc đều do người làm, chưa thử thì làm sao biết là không được. Ở hạ giới, lực lượng của thánh giáo chúng ta đã gần tới đỉnh phong, chỉ cần không phải tất cả các tông môn chính đạo liên thủ lại hoặc thiên môn xuất thủ, chúng ta đều có thể gánh vác được. Nhưng ở Đại La Thiên này lại không đơn giản như vậy, không có một võ tiên chấn giữ tông môn thì chẳng khác nào sâu kiến, phất tay là diệt. Thân phận truyền nhân của cổ tôn của ta nói trắng ra chỉ là khoác một lớp da hổ mà thôi, hù dọa kẻ khác còn được nhưng không dọa được cường giả võ tiên chân chính cho nên nếu để bọn chúng thấy vị sư phụ sau lưng ta là một cường giả võ tiên cực kỳ bao che không làm theo quy củ vậy sau này cuộc sống của chúng ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều trong một số việc sở hưu đúng là dám nghĩ tuy ngụy thư nhai cảm thấy ý tưởng này của sở hưu không thực tế nhưng cũng phải thử mới biết được cho nên sở hưu và ngụy thư nhai tới thẳng nam man trước mắt bên phủ quận trưởng có thương thiên lương và các cường giả dưới trướng sở hưu thủ hộ Cơ bản không cần lo lắng có người gây chuyện, thậm chí Sở Hưu không cần căn dặn bọn họ chú ý, cứ phân chia mọi việc như ở hạ giới là được. Khu vực Nam Man, ở con đường nối hai thế giới, Viên cát đại sư đang vui vẻ bố trí trận pháp. Trước đó hắn còn tưởng Sở Hưu giao cho mình một nan đề, không ngờ chuyện này còn đơn giản hơn tưởng tượng của hắn. Tuy là hai thế giới nhưng nơi này là vị trí hai thế giới trùng điệp, có thể nói khoảng cách rất ngắn, hay thậm chí không tồn tại khoảng cách. Vấn đề chủ yếu là dù sao đây cũng là hai không gian cho nên có tình huống không gian quấy nhiễu nhất định, truyền tin bình thường thì có tỷ lệ mất mát. Nhưng đây không phải là vấn đề, trong truyền thừa trận mà Thiên Khốc Ma Tôn lưu lại cực kỳ hoàn hảo, trong đó cũng có không ít thứ liên quan tới không gian, bây giờ hắn đã bố trí tạm ổn, việc hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên thấy Sở Hưu đến, Viên Cát đại sư còn vui vẻ chạy tới kể công. Đại nhân, cho ta thêm 10 ngày nữa thôi, ta có thể hoàn thành trận pháp này. Sở Hưu gật nhẹ đầu động viên, không tệ, rất không tệ nhưng không đợi viên cát đại sư vui vẻ sở hưu đã nói đúng rồi ta còn một chuyện muốn hỏi ngươi nếu ta muốn mang vô căn thánh hỏa tới đại la thiên có cách nào không viên cát đại sư nghe xong trợn tròn hai mắt vị đại nhân này nghĩ thế nào mà vừa đi ra lại đưa một nan đề thế này ai mà chịu được hắn vừa định nói không thể nhưng lại thấy ánh mắt ẩn chứa ý uy hiếp của sở hưu đành nuốt hai chữ đó lại nói theo lý thuyết thì trận pháp có thể trực tiếp ảnh hưởng tới quy tắc vận chuyển của thiên địa vô căn thánh hỏa cũng là một loại cụ thể hóa của quy tắc thiên địa đương nhiên có thể nhưng thuộc hạ thực lực thấp kém thật sự không làm được chuyện này thậm chí cho dù là thiên khốc ma tôn năm xưa đích thân tới cũng chưa chắc ngài ấy đã làm được sở hưu vuốt cằm nói có chỗ nào khó viên cát đại sư nói thẳng thật ra chỗ khó là làm sao dẫn vô căn thánh hỏa ra khỏi côn luân sơn chuyện xuyên qua hai thế giới không phải là khó đây là nơi hai thế giới trùng điệp ta đã tiêu trừ nhân tố ảnh hưởng của không gian chỉ cần dẫn vô căn thánh hỏa tới dây ta hoàn toàn có thể dùng phương thức tượng thự để vô căn thánh hỏa đi xuyên qua con đường nối hai thế giới nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt nhất là đừng nói để vô căn thánh hỏa xuyên qua hai thế giới cho dù đem vô căn thánh hỏa từ đỉnh côn luân sơn xuống dưới chân côn luân sơn cũng không làm được loại trận pháp như lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận có thể phong ấn vô căn thánh hỏa nhưng không thể ảnh hưởng tới vị trí của vô căn thánh hỏa sở hưu trầm giọng nói ngươi không làm được vậy những người khác trên giang hồ có ai làm được không Ngươi có biết ai trên giang hồ có thể bố trí trận pháp như vậy không? Đừng quên hiện tại thánh giáo ta đã danh chấn giang hồ, ngươi cần ai, ta cũng có thể gọi tới cho ngươi. Ngươi cần vật liệu gì, ta cũng có thể tìm tới cho ngươi. Thật ra lúc đầu trình độ trận pháp của viên cát đại sư chỉ có thể coi là không tệ, thư hắn thật sự am hiểu là đạo về bói toán. Nhưng sau này sở hưu giao truyền thừa trận pháp của thiên khốc ma tôn cho hắn mới khiến trình độ trận pháp của viên cát đại sư đột nhiên tiến bộ thần tốc, nhưng vẫn chưa phải đạt tới đỉnh phong trên giang hồ. Viên cát đại sư suy nghĩ một chút rồi nói, nếu nói là một mình hoàn thành loại trận pháp này, có lẽ trên giang hồ không có ai, nhưng nếu liên thủ thì có thể. Người đứng trên đỉnh cao của trận đạo đương thời còn là người am hiểu loại trận pháp này nhất, theo ta biết có hai người. Một là điện chủ tử vi điện của chân vũ giáo, pháp nguyên chân nhân, gia cát thanh sơn. Người này là đệ nhất nhân trong trận đạo ở chân vũ giáo, thậm chí trên phương diện trận đạo ngay cả lục trường lưu cũng phải thỉnh giáo hắn. Trước mắt trong chân vũ giáo, 9 phần 10 trận pháp là bắt nguồn từ hắn, thậm chí những trận pháp được chân vũ giáo truyền thừa từ xưa cũng được hắn sửa chữa tăng cường thêm không ít người này am hiểu nhất là trận pháp dựa thế của đạo môn mượn thế của thiên địa diễn hóa thành lực lượng trận pháp có lúc bố trí một trận pháp mà không cần bất cứ ngoại lực gì điều động hoàn toàn dựa vào lực lượng thiên địa hoặc địa hình đặc thù để vận hành vị thứ hai là đại tông sư trận đạo trong cung phụng đường của hoàng thất đông tề trận quỷ vương triều hoàng trận đạo của người này không theo những quy tắc bình thường đủ loại tư tưởng kỳ diệu tầng tầng lớp lớp Đạo của hắn có phần tà tính, nhiều lần dùng mạng người tế sống bày trận, cho nên mới bị gọi là trận quỷ vương. Nhưng trình độ trận đạo của người này hơn ta rất xa, trước đây ta còn nghiên cứu không ít trận pháp của hắn, như chỗ tinh diệu tuyệt luân, tư tưởng đột phá, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Viên cát đại sư cảm thán xong lại cẩn thận quan sát Sở Hưu. Hắn cũng biết hai người mà mình nhắc tới hơi khó. Chân vũ giáo không cần nhiều lời, người của Tam đại đạo môn, đạo môn là đại địch, làm sao bọn họ chịu giúp mình. Còn về trận quỷ vương Triều hoàng, đối phương cũng không phải nhân sĩ chính đạo, cho đủ lợi lộc là được. Nhưng vấn đề là hiện tại đối phương đang trong cung phụng đường của triều đình Hoàng thất Đông Tề, toàn bộ triều đình Đông Tề có gần nửa trận pháp là từ tay hắn. Có thể nói một khi người khác có được triều hoàng, phân nửa trận pháp của triều đình Đông Tề sẽ thành vô dụng. Nếu phương pháp phá trận lọt khỏi miệng triều hoàng, đây sẽ là đại kiếp nạn đối với triều đình Đông Tề. Cho nên theo Viên cát đại sư thấy, Sở Hưu muốn tìm ai tới cũng là khó càng thêm khó nhưng sau khi nghe xong sở hưu lại trực tiếp vung tay lên nói được rồi chuyện này cứ giao cho ta ngươi nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành trận pháp ở nơi này đi sau đó chuẩn bị chuyện tiếp dẫn vô căn thánh hỏa nói xong sở hưu trực tiếp sử dụng con đường nối hai thế giới trở về ngụy thư nhai cũng đi theo để đề phòng bất chắc dù sao hiện giờ lực lượng dưới hạ giới đang trống rỗng đại đa số tâm phúc chân chính dưới trướng đều ở đại la thiên vừa về hạ giới trừ vô kỵ canh giữ ngoài cổng thấy sở hưu và ngụy thư nhai về trừ vô kỵ kinh ngạc nói Sao về nhanh vậy?" Sở Hưu Híp mắt nói, "Trở về tìm hai người." Nói đoạn, Sở Hưu thuật lại cho Trừ Vô Kỵ mọi chuyện. Hai mắt Trừ Vô Kỵ sáng bừng lên, "Thú vị, thú vị, ta đi cùng ngươi một chuyến, tên triều hoàng kia có chút giao tình với ta, ta có thể nói vài lời." "Ồ, triều hoàng cũng là người trong ma đạo." Trừ Vô Kỵ lắc đầu nói, "Không phải, đừng quên ngụy quốc của ta trước kia là chư hầu của Đông Tề, Đông Tề từng giúp đỡ ngụy quốc xây dựng trận pháp, người được phái tới chính là triều hoàng này, kẻ này đúng là quái nhân." tính cách kỳ dị ngươi muốn dùng hắn cần phải độ lượng một chút đừng nổi giận giết hắn là được sở hưu gật đầu nói cái này thì ta hiểu ta mà là loại tùy tiện giết người hà trừ vô kỵ nghe vậy thầm bĩu môi không tỏ ý kiến trong chân vũ giáo ở đông tề hương hỏa hương thịnh thậm chí còn hương thịnh hơn mấy năm trước nhiều sở hưu liên tiếp diệt đại quang minh tự và tu bồ đề thiền viện bắc yên lại đang diệt phật có thể nói chỉ trong một đêm mà uy thế của phật tông suy giảm cực lớn thậm chí lan tới cả đông tề trong biên cảnh đông tề đã có không biết bao nhiêu chùa miếu đóng cửa hòa thượng cũng bắt đầu hoàn tục dân chúng không thể tới chùa miếu lễ bái cho nên tới đạo quan dù sao đối với bọn họ mà nói đạo tổ với phật tổ ngoài một có tóc một không ra thì cơ bản không có gì khác biệt dù sao lại ai cũng là cầu con cầu phát tài cầu duyên có tác dụng thì tốt không được thì đổi sang lại người khác sở hưu tới dưới chân vũ giáo nhìn dáng vẻ phồn hoa của chân vũ giáo y còn tặc lưỡi thở dài chân vũ giáo có được ngày nay cũng là nhờ ta các ngươi nói xem liệu có phải chân vũ giáo nợ ta một ân tình không trong chân vũ giáo lục trường lưu và các võ giả chân vũ giáo đều đang nhắm mắt tu hành trong đại điện trên bức tượng đạo tôn của chân vũ giáo nghe nói có đạo ẩn mà đạo tôn để lại năm xưa tu luyện bên dưới có thể tăng cường lĩnh ngộ đạo ẩn lúc này lục trường lưu đột nhiên mở mắt ra nói sao ta cứ có cảm giác tâm thần không yên nhỉ những người khác kinh ngạc nhìn lục trường lưu không biết hắn đang nghĩ tới chuyện gì trước mắt chân vũ giáo bọn họ hương hỏa hương thịnh rốt cuộc uy thế của đạo môn cũng lấn át Phật tông, trưởng giáo còn lo lắng điều gì. Đúng lúc này, một đệ tử chân vũ giáo lại vội vội vàng vàng đẩy cửa vào, vẻ mặt kinh hãi, run rẩy tới mức không nói được một câu hoàn chỉnh. Chấn định, trời còn chưa sập, vội cái gì? Lục Trường Lưu quát lớn, âm thanh ẩn chứa lực lượng bình ổn tâm trạng, có vậy mới khiến đệ tử kia bớt kinh hãi. Sở Hưu đến rồi. Bốn chữ này vừa vang lên, toàn bộ chân vũ giáo đều biến sắc. Bây giờ bọn họ thà rằng trời sập chứ không muốn nghe thấy bốn chữ này. Vừa hủy diệt Đại Quang Minh tự và Tu Bồ Đề Thiền viện xong, Sở Hưu lại tới chân Vũ giáo làm gì? Chẳng lẽ y định hủy diệt chân Vũ giáo hay sao? Không đợi bọn họ phản ứng lại, phía sau lưng đệ tử kia, Sở Hưu đã dẫn người đẩy cửa đi vào. Y cười khẽ nói, "Chư vị đạo trưởng chớ trách ta vô lễ, nhưng đệ tử của chân Vũ giáo các ngươi đúng là dễ kích động quá. Ta vừa báo họ tên, hắn đã kinh hãi bỏ chạy, thậm chí không buồn thông báo" Chẳng lẽ gương mặt sở hưu ta đáng ghét đến vậy sao? Hay là ta ăn thịt người à? Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh được. Lục Trường Lưu hít sâu một hơi nói, môn hạ đệ tử trẻ tuổi không hiểu quy củ, mong sở giáo chủ thứ lỗi. Trước khi sở hưu hủy diệt đại quang minh tự và tu bồ đề thiền viện, thật ra võ lâm chính đạo không coi sở hưu ngang với độc cô duy ngã. Chức vị giáo chủ ma giáo vĩnh viễn là của độc cô duy ngã, còn sở hưu chỉ là chủ nhân của cô luân ma giáo. Còn bây giờ, mọi người không thể không thừa nhận địa vị hiện tại của sở hưu giáo chủ côn luân ma giáo danh xứng với thực sở hưu vung tay lên nói chuyện nhỏ thôi ta sẽ không so đo với một người trẻ tuổi thật ra ta tới đây chỉ là tìm người mà thôi nói đoạn sở hưu đưa mắt nhìn mọi người ở đây điềm nhiên nói xin hỏi vị nào là điện chủ tử vi điện pháp nguyên chân nhân gia cát Thành sơn trong số các đạo sĩ ở đây một lão đạo sĩ thân hình gầy gò cao giáo dáng vẻ tiên phong đạo cốt chờ sững người thân thể cũng vô thức co rụt lại bị một giáo chủ ma giáo hung danh hiền hách như sở hưu để mắt tới cảm giác này không dễ chịu gì lục trường lưu vội vàng nói xin hỏi sở giáo chủ gia cát sư đệ có chỗ nào đắc tội với sở giáo chủ hay côn luân ma giáo ta tin trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì rồi theo ta được biết mấy năm gần đây gia cát sư đệ chưa từng ra khỏi chân vũ giáo nửa bước vẫn luôn ở trong chân vũ giáo một lòng nghiên cứu trận pháp sở hưu lạnh nhạt đáp lục trưởng giáo không cần căng thẳng gia cát đạo trưởng tu vi trận đạo thiên hạ vô song ta cũng được nghe danh. Cho nên ta muốn nhờ Gia Cát đạo trưởng giúp ta bố trí một trận pháp. Lần này ta tới đây không phải để gây chuyện mà là tới mời người. Nghe Sở Hưu nói như vậy, mọi người ở đây đều sửng sốt. Không ai ngờ Sở Hưu lại muốn nhờ chân vũ giáo bọn họ giúp đỡ bố trí trận pháp. Thật ra đây không phải việc khó gì, cùng là đại phái với nhau, mượn trận pháp sư của nhau là chuyện rất bình thường. Trong đạo môn, trình độ trận pháp của Gia Cát Thanh Sơn cao siêu tới mức ai cũng biết tiếng. Cho nên thật ra Thuần Dương Đạo môn và Thiên sư phủ đều mời ra Cát Thanh Sơn ra tay, nhưng sau khi xong chuyện sẽ trả chút thù lao mang ý cảm tạ. Nhưng bây giờ Sở Hưu tới mời, tình hình lại không giống. Sở Hưu là ai? Là giáo chủ của Cô Luân Ma giáo, vừa hủy diệt Tu Bồ Đề Thiền viện và Đại Quang Minh tự, trên giang hồ hung danh của y đang cường thịnh, là loại ma đầu có thể khiến trẻ con ngừng khóc. Trong thời điểm này, nếu chân vũ giáo bọn họ đưa người tới làm việc cho Sở Hưu, bố trí trận pháp cho Cô Luân Ma giáo, như vậy sẽ bị toàn bộ võ lâm chính đạo chỉ trích cho nên khoảnh khắc này lục trường lưu và mọi người trong chân vũ giáo đều im lặng không biết nên cự tuyệt hay nên đáp ứng thấy dáng vẻ của đám người lục trường lưu nụ cười trên mặt sở hưu dần dần biến mất y lạnh nhạt nói sao nào lục trưởng giáo không đồng ý à hay lo ta không trả nổi thù lao lục trường lưu bất đắc dĩ nói ta không có ý này vậy ý của lục trưởng giáo là gì sở hưu bước lên trước một bước lạnh lùng nói lục trưởng giáo ta biết ngươi đang lo lắng điều gì đơn giản là lo các ngươi phái người tới giúp ta sẽ bị đám võ lâm chính đạo khác nói lung tung mà thôi. Chuyện này thì ngươi yên tâm, nếu có ai dám nói lung tung, ta lập tức phái người tiêu diệt bọn chúng. Lục Trường Lưu lập tức giật mình, vội vàng nói, không cần, không cần đâu. Vốn dĩ chuyện này có thể không lớn, nhưng nếu sở hưu làm như vậy, tương đương với chân vũ giáo bọn họ thông đồng với ma giáo làm bệnh. Giọng điệu của sở hưu hòa hoãn lại, lạnh lùng nói, lục trưởng giáo, nói thật nhé, lần này không phải ta nhắm vào chân vũ giáo mà thật sự muốn mời ra cát đạo trưởng ra tay. Nói vài lời không khách khí thì với thực lực của cô Luân Ma Giáo chúng ta hiện giờ, có muốn hủy diệt chân vũ giáo cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đây là nguyên tắc làm việc của sở hưu ta. Tuy chân vũ giáo và ta từng có chút va chạm mâu thuẫn, nhưng đó là vấn đề về lập trường, ta không đặt trong mắt. Lần này, chúng ta tới là theo quy củ. Nói đoạn, sở hưu lấy ra một quyển sách nói, đây là điển tịch đạo môn thời kỳ thượng cổ có lẽ đã thất truyền trên giang hồ đổi lại ra cát đao trưởng giúp ta một lần ta đã kính chân vũ giáo các ngươi một thước ta không cần các ngươi trả ta một trượng cứ theo quy củ trả ta một thước là được lựa chọn ra sao hoàn toàn do lục trưởng giáo ngươi quyết định quyển sách kia đúng là điển tịch của đạo môn là sở hưu lấy bên trong kho sách của hoàng thiên các ở thương ngô quận không phải thứ quý giá gì nhưng đưa tới hạ giới lại là bí điển thất truyền khóe miệng lục trường lưu lộ ra nụ cười khổ Hắn trực tiếp giơ tay ra cầm lấy quyển sách kia, nói với Sở Hưu, gia cát sư đệ rất ít khi ra khỏi chân vũ giáo, tuy tuổi tác không nhỏ nhưng không hiểu nhiều về đạo lý đối nhân xử thế, nếu có gì mạo phạm sở đại nhân, mong ngài thứ lỗi. Sở Hưu mỉm cười, cuối cùng Lục Trường Lưu vẫn phải thỏa hiệp. Hắn hiểu ý tứ trong lời nói của Sở Hưu, không giao người thì diệt môn, đúng là uy hiếp không hề che giấu. Người kính Sở Hưu một thước, y sẽ trả người một trượng. Bây giờ Sở Hưu kính chân vũ giáo một thước, nếu chân vũ giáo không trả sở hưu một trượng này e là không có kết cục tốt gia cát thanh sơn lại ngây ngốc nhìn lục trường lưu trưởng giáo sao ngươi lại bán ta đi như vậy lục trường lưu bất đắc dĩ vỗ vai gia cát thanh sơn bí mật truyền âm nói gia cát sư đệ với tính cách của sở hưu nếu y có âm mưu gì khéo đã động thủ từ lâu rồi bây giờ chân vũ giáo ta hoàn toàn không có tư cách đối địch với sở hưu nếu hắn đã tới cửa khách khí nói chuyện chắc là nhờ ngươi tới nghiên cứu trận pháp thật không cần nghĩ nhiều Gia Cát Thanh Sơn bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng biết với thực lực của chân vũ giáo hiện tại, đúng là không cách nào chống lại sở hưu. Sở hưu nói cái gì thì bọn họ cũng phải đáp ứng. Thấy sở hưu dẫn Gia Cát Thanh Sơn đi khỏi, lục trường lưu thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài đó còn mang theo cảm giác thất bại nặng nề. Bao năm qua, lục trường lưu luôn thể hiện mình là người hiền lành, thật ra hắn cũng không theo đuổi hay coi trọng lực lượng. Nhưng tới giờ hắn mới biết, không có lực lượng là chuyện đáng buồn tới mức nào. Có lực lượng không có nghĩa là ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì theo ý mình, nhưng lại giúp ngươi có quyền nói hai chữ không được. Bên phía Sở Hưu không hề chậm trễ, trực tiếp dẫn ra cát Thanh Sơn tới Đông Tề. Trước mắt trên giang hồ gió nổi mây phun, Hoàng Thất Bắc Yên và Tây Sở đã không có quyền lên tiếng về đại thế thiên hạ, chỉ có Đông Tề còn lưu lại chút lực lượng, có thực lực chống lại giang hồ. Hơn nữa mấy năm gần đây, chính đạo ma đạo chém giết không ngừng, Hoàng Thất Đông Tề trừ lần đối phó với Bắc Yên, còn lại không có tổn thất gì lớn cho nên lúc này vẫn còn không ít lực lượng. Cô Luân Sở Hưu, tối nay đã không mấy ai không biết cái tên này, khi Sở Hưu vừa báo danh, vẻ mặt thủ vệ hoàng cung cũng như vừa gặp quỷ. Nhưng Đông Tề và cô Luân Ma giáo không có quan hệ gì, cho nên chỉ kinh ngạc chứ không quá sợ hãi, một lúc lâu sau đã nghênh tiếp Sở Hưu vào trong đại điện. Chỉ trong thời gian ngắn, hoàng cung Đông Tề đã như trời sập, cư cung phụng đường của hoàng thất, cường giả của hoàng tộc Đông Tề, còn có những thế lực giang hồ quy thuận triều đình Đông Tề như Bạch hồ Đường, tất cả đều có mặt. Chỉ một lát thôi mà trong đại điện đã tụ tập gần 10 võ giả chân hỏa luyện thần, có thể thấy bọn họ coi trọng sở hữu tới mức nào. Đây không phải đại La Thiên, 10 võ giả chân hỏa luyện thần, không mấy tông môn có thể lấy ra được. Nhiều năm không gặp, Lữ Hạo Sương vốn rất phúc hậu nhưng tới hôm nay vóc dáng lại khá gầy gò, dung mạo già yếu vô cùng, hiển nhiên không sống được bao lâu nữa. Vị này đúng là nhân tài, nghe nói trước đây không lâu hắn còn cưới thêm vài phi tử vào cung, phóng túng như vậy mà có thể sống được đến tận lúc này, đúng là không dễ dàng hắn đã sống tới mức con trai sắp hóa thành lão già rồi lúc này đối mặt với sở hưu lữ hạo xương cố giữ tinh thần mỉm cười nói chẳng hay sở giáo chủ tới đông tề ta có chuyện gì cần làm sở hưu vung tay không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề ta tới đây chỉ là mượn bệ hạ một người mà thôi đại tông sư trận đạo của cung phụng đường hoàng thất đông tề trận quỷ vương triều hoàng phiền bệ hạ cho ta mượn một thời gian thù lao dễ bàn thôi vừa nghe câu này nụ cười trên mặt lữ hạo xương cứng đờ trong tay triều hoàng là phân nửa trận pháp của đông tề bọn họ một khi rơi vào tay người ngoài hậu hoạn vô cùng cho nên hắn ho khan một tiếng nói sở giáo chủ à ngại quá gần đây triều hoàng có một số việc không thể rứt ra được hay là ngươi muốn trận pháp gì thì cứ đưa ra bảo triều hoàng làm là được sở hưu chẳng buồn nói nhảm với lữ hạo xương một luồng khí thể lan tỏa từ người y lạnh lùng nói bệ hạ làm vậy là không muốn cho mượn nhưng nếu ta nhất định phải mượn thì sao uy hiếp một vị quốc chủ trước mặt mọi người trên toàn bộ giang hồ hiện tại chỉ có sở hưu mới có thể làm được. Trong đại điện, tất cả các võ giả trực thuộc đông tề sắc mặt đều rất khó coi. Đại vương chiều đứng đầu Trung Nguyên mà lại bị người ta uy hiếp như vậy, hỏi sao bọn họ không phẫn nộ cho được. Thấy thái độ của đám người đông tề này, sở hưu không khỏi lắc đầu. Trước khi đến đây y đã đoán sẵn, tới chân vũ giáo thì chỉ cần y tỏ thái độ ngang ngạnh mở miệng uy hiếp, chín thành chín là chân vũ giáo sẽ đáp ứng y. Bởi vì chân vũ giáo đã đọ sức với y không phải một hai lần, biết sự khủng khiếp của y, cũng biết tính cách y. Nhưng Đông Tề thì không. Ngoài lần tấn công Bắc Yên, Đông Tề gần như chưa bao giờ giao thủ với Sở Hưu, chuyện này dẫn tới mức độ uy hiếp của Sở Hưu đối với họ cũng bị đánh giá thấp, đây không phải chuyện tốt đẹp gì cho Cam. Lữ Hạo Sương ho khan một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng nói, Sở giáo chủ nói vậy là đang uy hiếp chấm ư? Ừ. Lữ Hạo Sương có ngu ngốc có vô dụng đến đâu đi nữa, hắn cũng là đế vương của Đông Tề, là chủ nhân của đại quốc đệ nhất đương thời, bị một người giang hồ uy hiếp như vậy, sao hắn có thể không giận? Hắn không phải mạnh vân thịnh bên Tây Sở, không dám nói chuyện lớn tiếng với những thế lực võ lâm ở Tây Sở. Mong sở giáo chủ chú ý câu từ, đại tề ta không phải giang hồ dân dã. Trong hoàng thất đông tề, một lão già hai tay nâng một thanh trường kiếm đồng thao cổ kính, bên trên tỏa ra khí tức hùng mạnh, trầm ổn mà nặng nề. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Đây là thần binh hộ quốc của đông tề, hậu thủ kiếm. Thanh kiếm này còn mạnh mẽ hơn cả cửu long ấn của Bắc Yên, dù sao với sự cường đại của Đông Tề, lực lượng long mạch cũng vượt xa Bắc Yên. Còn lão già này tuy không phải cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, nhưng xem khí tức của hắn chắc đã bước một chân vào cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Tập hợp toàn bộ lực lượng hoàng thất Đông Tề, có bồi dưỡng được một vị cường giả như vậy cũng không có gì là lạ. Hắn cầm hậu thổ kiếm trong tay, lại đứng trong hoàng thành Đông Tề, cho dù là cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền bình thường cũng không làm gì được hắn. Tuy Sở Hưu không phải cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền nhưng y cũng cực kỳ bất phàm. Sở Hưu cười một tràng dài rồi lạnh lùng nói, vị lão tiên sinh này cũng mong người chú ý câu từ một chút. Nói vậy là đông tề coi thường loại giang hồ dân dã như ta ư. Rõi mắt ra ngàn năm trước, không phải hoàng thất đông tề các ngươi cũng xuất thân từ giang hồ dân dã à. Sau khi dứt lời, quanh người sở hưu bộc phát ra một luồng ma khí tinh thuần, thiên địa nguyên khí xung quanh chen trúc nhau tràn vào cơ thể y, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một cơn bão cực lớn. Lực hút kia cực kỳ mạnh mẽ, Thậm chí lực lượng trận pháp trong hoàng cung Đông Tề cũng bị Sở Hưu hút vào trong người, thân hình y bắt đầu tăng vọt. Như thần như Phật, khí tức khủng khiếp đó khiến hơi thở của mọi người ở đây lập tức trở nên nặng nề, ánh mắt đầy kinh ngạc, thậm chí không nói được một câu. Đại điện của Đông Tề cực kỳ cao lớn hùng vĩ, phải hơn 10 trượng, như một căn lầu lớn. Thân hình Sở Hưu tăng vọt lên đỉnh đại điện, sau đó khí tức lại đột nhiên tiêu tán, đứng yên đó như không việc gì. Tuy pháp thiên tượng địa tiêu hao rất lớn nhưng bây giờ Sở Hưu không trực tiếp sử dụng pháp thiên tượng địa mà chỉ thi triển một nửa rồi ngừng, tiêu hao như vậy vẫn trong mức y chấp nhận được. Tuy chỉ vừa thi triển nhưng uy lực đó đủ chấn nhiếp mọi người ở đây. Nhìn mọi người xung quanh, Sở Hưu lạnh nhạt nói, mọi người cũng biết quan hệ giữa ta và Bắc Yên, ta biết Bệ hạ lo ta dẫn triều hoàng đi, sau đó tiết lộ trận pháp của Đông Tề cho Bắc Yên. Chuyện này thì Bệ hạ không cần lo lắng, ta đã không bận tâm tới những thứ phàm trần thế tục nữa rồi, cũng lười nhúng tay vào chiến tranh giữa ba nước. Cho nên ta hỏi ngươi một câu nữa, bệ hạ có cho mượn người, hay không? Lữ Hạo Sương vẫn không nói gì, lão già cầm hậu thổ kiếm đã trực tiếp lên tiếng, từ nay về sau. Trận quỷ vương sẽ không còn là khách khanh của đại tề ta nữa, sở giáo chủ muốn dùng đến bao giờ thì dùng. Lữ Hạo Sương kinh ngạc nhìn lão già kia, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Lão già này là người có tuổi tác lớn nhất trong hoàng tộc Đông Tề, cũng là người có thực lực mạnh nhất. Nếu hắn đã nói vậy chứng tỏ hắn thấy hiện giờ bọn họ có tập hợp toàn bộ lực lượng của đông tề cũng không thể chống nổi sở hưu. Cũng có thể chống được, nhưng phải trả giá cực đắt. Thể diện là nhỏ, sinh tử là lớn. Tuy Lữ Hạo Sương biết mình không sống được bao lâu nữa, nhưng càng là lúc này, hắn càng quý trọng thời gian sống. Cho nên Lữ Hạo Sương chỉ trầm ngâm một chút rồi trực tiếp nói, dẫn Triều Hoàng tới đây. Một lát sau, một lão già mặc áo đen lôi thôi lếch thích bị người ta kéo tới, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói, gọi ta tới làm gì. Bên kia ta còn trận pháp chưa hoàn thành đấy Lữ Hạo Sương ho khan một tiếng nói Triều Hoàng, vị này là sở giáo chủ Cô Luân Ma Giáo Từ nay về sau ngươi không phải là khách khanh của đông tề ta nữa Đi theo sở giáo chủ là được Triều Hoàng kinh ngạc nhìn sở hưu một hồi Cho dù hắn một lòng nghiên cứu trận pháp Không hỏi chuyện thị phi trên giang hồ Nhưng hắn cũng biết tới danh hiệu ma chủ sở hưu Nhưng sau đó hắn hừ lạnh một tiếng nói Ta không đi Nơi này còn rất nhiều trận pháp ta chưa hoàn thành Đi làm gì đám người Lữ Hạo xương lập tức biến sắc. Bọn họ không ngờ đám người mình đã đáp ứng rồi mà Triều Hoàng còn không chịu. Nếu để sở hưu hiểu lầm là bọn họ âm thầm ngăn cản, thế thì hỏng bét. Lúc này trừ vô kỵ nói, Triều Hoàng, đừng nhớ thương mấy trận pháp ấy nữa, đến thánh giáo ta, thanh giáo ta có thể cho ngươi càng nhiều trực giác, để ngươi nghiên cứu. Ngươi có nghe tới thiên khốc ma tôn một trong tứ đại ma tôn của thánh giáo ta 500 năm trước không? Truyền thừa trận pháp mà hắn lưu lại đang trong thánh giáo ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn làm việc cho thánh giáo, Ngươi cũng có thể xem truyền thừa này. Đương nhiên triều hoàng từng nghe danh Thiên Khốc Ma Tôn, phải nói là mỗi người nghiên cứu trận pháp, bất luận chính đạo hay ma đạo đều nghe nói. Triều hoàng nghe vậy không khỏi nhìn sang phía Sở Hưu hỏi, hắn nói thật chứ? Sở Hưu gật đầu nói, đương nhiên là thật, chẳng lẽ thánh giáo ta còn lừa ngươi hay sao? Nghe Sở Hưu nói vậy, triều hoàng trực tiếp gật đầu, đi theo Sở Hưu rời khỏi. Sau khi bọn Sở Hưu đi khỏi, mọi người trong đại điện mới thở dài một tiếng. Đối với bọn họ, sự tồn tại của Sở Hưu gây áp lực quá lớn. Lão già Hoàng Thất Đông Tề kia trầm giọng nói với Lữ Hạo Xương, "Bệ hạ, e là bầu trời trên giang hồ sắp đổi rồi. Từ nay về sau, những nhân thủ mà Đông Tề ta bố trí vào giang hồ đều phải thu hồi. Giang hồ là giang hồ, triều đình là triều đình, sau này Đông Tề ta chỉ quản lý bách tính giang hồ, mặc kệ giang hồ dân dã." Nghe lão già kia nói vậy, Lữ Hạo Xương không nhịn được nói, "Chẳng lẽ tên Sở Hưu kia đáng sợ đến vậy à?" đáng sợ tới mức lực lượng của toàn bộ đông tề ta cũng không làm gì được. Lão già kia gật đầu nói, còn đáng sợ hơn tưởng tượng của bệ hạ. Nhưng bệ hạ cũng không cần lo lắng, đúng như sở hưu kia đã nói, tới cảnh giới của hắn, hắn đã không theo đuổi chút quyền lực đáng thương nơi thế tục phàm trần này, mà là lực lượng cực hạn chân chính. Cho nên chỉ cần bệ hạ không chọc ghẹo hắn, đương nhiên cô Luân Ma Giáo sẽ không ra tay với đông tề ta. 500 năm trước, uy thế của độc cô Duy Ngã còn kinh khủng hơn sở hưu này, nhưng kẻ chịu xui là toàn bộ giang hồ chứ không phải thiên hạ. Trên đỉnh Côn Luân Sơn, bên cạnh Vô Căn Thánh Hỏa. Viên Các đại sư không ngờ Sở Hưu lại dẫn Triều Hoàng và Gia Cát Thanh Sơn tới đây nhanh như vậy. Sở Hưu trầm giọng nói, "Chuyện ta muốn làm rất đơn giản, đó là nghĩ cách đưa Vô Căn Thánh Hỏa này từ đỉnh Côn Luân Sơn đến khu vực Nam Man, chỉ cần làm được, sẽ không thiếu chỗ tốt cho hai vị." Gia Cát Thanh Sơn nhíu chặt lông mày, độ khó vượt xa bình thường, nhưng hắn không nghi ngờ gì. Sở Hưu chiếm cứ khu vực Nam Man, thành lập rất nhiều phân đà ở Nam Man, bộ dáng như coi Nam Man là cứ điểm quan trọng, có tăng cường lực lượng ở đó cũng rất bình thường. Triều hoàng lại hưng phấn xoa tay, đối với hắn thì những nan đề mang tính khiêu chiến như vậy mới là thứ hắn cần. Sở Hưu gọi Viên Cát đại sư tới bàn giao vài câu rồi trực tiếp về Đại La Thiên Bế Quan. Trước khi Viên Cát đại sư đến, hắn đã khai thông triệt để con đường truyền tin giữa hai thế giới, nếu hạ giới xảy ra chuyện gì, Sở Hưu có thể nhanh chóng nhận được tin. Lần này Bế Quan Sở Hưu cũng muốn thử nghiệm xem liệu mình có thể đột phá cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền hay không. Liên tục giao chiến với cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, lý giải của Sở Hưu đối với cảnh giới này đã hết sức thấu triệt, thậm chí y đã chạm tới bình cảnh, chỉ thiếu một bước nữa thôi là đột phá. Trong mật thất bế quan ở phủ quận trưởng Thương Ngô quận, lần này Sở Hưu bế quan tròn 7749 ngày. Trong mật thất bế quan, Thiên Địa Nguyên Khí dồi dào tới kinh người, quả thực như nước chảy, ngưng tụ như chất lỏng. Lúc này nếu có người vươn tay khuấy Thiên Địa Nguyên Khí kia, thậm chí có thể khiến nó chảy xuôi tinh thần của sở hưu đã tăng tới đỉnh phong một khắc sau lực hút khủng khiếp phát ra từ người sở hưu thiên địa nguyên khí xung quanh đều bị sở hưu thu nạp vào người lưu lại một khu vực chân không khu vực chân không kia không ngừng vặn vẹo sở hưu thử nghiệm khống chế khu vực này thay đổi quy tắc trong đó khí tức không gian vặn vẹo càng lúc càng nhanh khoảnh khắc cuối cùng lại như không chịu nổi luồng sức mạnh khủng khiếp này hoàn toàn tan vỡ lực lượng bị sở hưu hấp thu vào cơ thể trước đó cũng tàn mác ra sở hưu thở dài một tiếng mở mắt. Y thành công, nhưng cũng thất bại. Nói thành công là vì bây giờ Y đã có lực lượng của cảnh giới thiên địa thông huyền, cũng có nguyên thần cảnh giới thiên địa thông huyền, vẫy tay một cái là lực lượng trong một khoảnh thiên địa đã bị Y điều khiển. Chuyện này đã không khác gì cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền bình thường. Nhưng sở hưu thất bại là Y không thể ngưng tụ lĩnh vực thành công. Sở hưu biết vấn đề nằm ở đâu, vừa hay lại chính là điều Y am hiểu nhất. Hệ thống lực lượng của Y quá phức tạp, phức tạp tới mức Y không biết nên cô động lĩnh vực gì, chuyện này rất lúng túng. Cho nên bây giờ y vẫn dừng ở bước điều khiển một khoảng thiên địa chứ không phải điều khiển triệt để, cũng không đạt tới cảnh giới thay đổi một khoảng thiên địa. Cũng tức là hiện giờ sở hưu chỉ có thể coi là nửa bước thiên địa thông huyền. Nửa bước thiên địa thông huyền cũng coi là thiên địa thông huyền, dù sao sau khi sở hưu xuất quan, thương thiên lương là người đầu tiên cảm giác được khí tức trên người sở hưu không đúng. Hắn kinh ngạc nhìn sở hưu nói, ngươi đột phá rồi à. Tuy mọi người đều biết tốc độ tu luyện của sở hưu, nhưng sở hưu bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền nhanh như vậy khiến thương thiên lương cũng thấy không chấp nhận nổi đúng là đả kích người khác thái quá cho dù đặt ở đại la thiên này cảnh giới thiên địa thông huyền cũng coi như cường giả có thể thống lĩnh một khu vực ở hạ giới còn là cấp bậc võ lâm trí tôn sở hưu mới bao tuổi mà đạt tới tu vi như vậy đúng là đáng sợ nhưng sau khi thán phục xong thương thiên lương lại lập tức phản ứng lại đợi đã có gì đó không đúng ngươi còn chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền tình hình của ngươi ra sao rõ ràng ta cảm thấy ngươi có thể đột phá, rõ ràng bước một bước là vượt qua nhưng ngươi vẫn còn để nửa cái chân ở cảnh giới chân hỏa luyện thần làm gì. Đừng châm chọc nữa, ta đang định tới tìm ngươi và ngụy lão thỉnh giáo về vấn đề này. Thật ra nếu xét theo sức chiến đấu đơn thuần, thậm chí sở hưu đã hoàn toàn vượt qua ngụy thư nhai và thương thiên lương. Nhưng sức chiến đấu là sức chiến đấu, lý giải đối với võ đạo lại là lý giải, hai thứ này không thể gộp làm một. Thực lực của sở hưu hoàn toàn dựa vào chém giết liên tục, rèn luyện ra người bình thường đột phá là đầu tiên tích lũy lực lượng sau đó bỏ thời gian dài cảm ngộ thiên địa học tập cảnh giới vân vân còn sở hưu lại khác y thường xuyên khiêu chiến vượt cấp khi còn chưa đột phá đã giao chiến với cường giả cao hơn mình một cảnh giới trong lúc liều mạng chiến đấu thể ngộ lực lượng của cảnh giới này như loại cường đạo cướp đoạt điên cuồng tuy phương thức này khiến y đột phá cực kỳ nhanh chóng nhưng nếu nói tới lý giải đối với cảnh giới thật ra y không bằng ngụy thư nhai và thương thiên lương bước từng bước một đi lên đương nhiên sở hưu cũng bước từng bước một nhưng y không đi, y giết lên. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho át một like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha.